Vui quá bà con ơi. Xin chào mừng tất cả bà con cùng đến với buổi lễ khánh thành cây cầu của xóm Cồn chúng em. Tiết mục múa lân vừa rồi cũng là tiết mục kết thúc cho phần mở màn. Chưa kết thúc đâu, còn lâu mới hết. Cầu mày cũng tới mày múa lửa thế. Người của em mà anh mắc cười quá hả? Mày không còn chỗ nào múa hả? Dạ. Hôm bữa tao làm MC khánh thành cây cầu Cá Tra, mày tới mày múa lửa cháy nguyên cây cầu là bây giờ cả nhà người ta phải đi nhà vệ sinh công cộng luôn. Trời ơi. Bữa đó xui thôi anh ơi. Em nói hả, bữa đó em chuẩn bị hết trơn hết trọi rồi, em cầm cái lửa em phun qua bên trái một cái, mấy nhỏ bán heo nái vô tay rần rần rần. Em phun bên phải một cái, mấy bà bán cháo quải vô tay rần rần rần. Em quay xuống hầm một cái, nó quýnh em rớt con mi giả luôn. Trời ơi. Mày dẹp tắt cái ngọn lửa đam mê của mày đi. Dạ. Tránh ra để tao làm lễ. Kính thưa bà con cô bác, đám cưới là phải có bầu, xây cầu là phải có ông chủ. Và sau đây là sự xuất hiện của ông chủ cầu. Một cách cho lạ mà nó đẩy một cái tới bờ bến lạ luôn. Không lạ, không hài, cũng không mắc cười luôn á chú à. Thấy chưa, nó là không vui mà. Lỗi anh sao, tại xe lăn mà em gắn thắng xe lửa. Thắng từ sáng tới bảy tới chiều, chủ nhật mới dừng. Vậy thôi hôm nay tưng bừng, thấy chưa. Kính thưa bà con cô bác, sau đây xin mời chú Sáu Liệt đứng dậy phát biểu. Đứng đây. Cái gì vậy? Tao bị liệt mà kêu đứng vậy sao đứng? Chú Sáu Liệt ngồi im phát biểu. Vậy đi. Thì hôm nay là tôi cảm thấy rất là vui khi mà tất cả bà con có mặt đầy đủ ở đây. Thì tôi cũng nói luôn cái lý do mà tôi xây cái cầu tạm này. Đó là vì là tôi muốn là bà con mình ở bên đây đó có thể là dễ dàng đi lại với bên đất liền để mình giao lưu buôn bán, đi học, đi hành đồ. Hay quá, chú Sáu. Còn lý do nữa là tôi muốn là tất cả mọi người ở đây chúng ta cùng nhau quyên góp. Quyên góp. Chưa nói xong mà. Tôi muốn là chúng ta cùng nhau là quyên góp. Trời ơi, tôi nói là quyên góp cái tên cho cây cầu. Bây giờ là ai có cái tên gì hay không? Nói đi. Con coi kia nè. Sai xỉn rồi. Ai vậy? Tôi. Ai nữa? Trời ơi. Mọi người đừng kỳ thị con tôi. Ừ. Tôi bình thường nó nhậu nhẹt bê tha thiệt. Nhưng con tôi học cực kỳ giỏi văn và luôn tỉnh táo. Hay quá. Con, nói một câu cho mẹ tự hào đi con. Dạ thưa chú Sáu, thưa tất cả mọi người. Ừ. Để cho cái cầu này bình an, con nghĩ nên đặt cái tên là cầu siêu. Trời ơi, cái gì mà cầu pháp, cầu siêu. Sao? Con đặt cái tên này là hết luôn nè. Sao? Gì nè? Đặt là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Việt Nam vô địch. Trời đất ơi, xây cái cầu này là để đi chứ không phải đá banh đâu mà cầu thủ. Tên khác đi. Tên khác, ai có cái tên gì nè? Dạ thưa anh Sáu, dạ thưa tất cả mọi người. Con dạy cái mang, con đã thất bại thì mẹ phải lợi hại hơn con. Mẹ quá mạnh đi. Cố lên mẹ. Dạ, nãy giờ mọi người cứ nói chuyện lòng vòng mà không nhìn vào phong thủy của cái cầu này. Sao? Nó cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên, theo tôi, hãy đặt tên nó là cầu dòng khuyết. Đã khuya rồi, vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vai. Thôi, bớt tắm biển đi mấy má. Nè bà
cây cầu này là cho bà con đi, chứ đâu phải là cho ca sĩ Tấn Hưng đi đâu mà cầu vòng quê. Đúng chú Sáu. Với tư cách là một người MC có ăn có học, được đào tạo qua trường lớp, con nghĩ đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Cái ý của chú là muốn là xây cây cầu vậy đó. Bây giờ đặt tên gì nè? Đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Không nói rồi. Biết là như vậy rồi, nhưng mà bây giờ cái tên là gì? Cái tên. Đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Rồi. Cái tên đó. Cái tên này mà gắn cái bảng lên nó dài còn hơn cái cầu đó. Bây giờ phải có cái tên đi nè. Tôi tên cây cầu mà từ sáng tới giờ đặt hoài xong con cầm mỏi gần chết luôn, mệt mỏi cái đầu lân rồi. Cầu đầu lân. Tôi phản đối. Ai vậy? Là tôi. Tôi phản đối đặt tên cái cầu này là cầu đầu lân. Cầu đầu lân là đầm lâu, ngu nguyên một làng. Bình tĩnh. Nè, hạng Tư, vậy mày có cái tên gì hay hơn hả? Tôi thiết nghĩ là đốt bà nó cây cầu đi. Đâu được. Ăn rồi rảnh rỗi ở không, đặt tên cây cầu miết hả? Tại sao không đi đò của tôi? Tôi lái đò mà, mệt mỏi hả? Mình sang trèo xe đạp luôn. Bây giờ mình kể nó đây, mình phải suy nghĩ ra cái tên cho cây cầu trong bữa nay. Sao không hỏi tôi? Trời ơi. Hay quá. Cái cầu này xây nên để gắn kết tình nghĩa xóm làng, cho nên đặt tên nó là cầu tên. Vậy thì từ nay chúng ta sẽ kêu cái cầu này là cầu tên. Niềm vui nói tiếp niềm vui. Vậy thì kể từ ngày hôm nay chính thức thu phí qua cầu. Bình tĩnh đi. Nè tôi nói nè, cái cầu này là anh xanh bỏ tiền cả anh xây đúng không, thì anh thu phí thôi. Rồi con qua cầu thì không phí, không thôi đi đò đúng không? Đi chân luôn hả? Mày nói sai rồi chú Sáu à. Thôi con xong việc rồi, bây giờ con xin phép con về. Đứng lại. Ủa cái gì chú? Thu phí đi. Cái gì chú nghĩ làm sao thu phí con? Con làm MC qua đây con dẫn chương trình từ thiện không lấy tiền nữa mà giờ bắt con thu phí qua cầu là sao? Thì con không qua đây dẫn chương trình thì cũng đâu ai kia con đi dẫn chương trình đâu. Con không ngờ chú sống bẩn như vậy đó. Chú nói thu phí bà con không đồng ý này. Con nói thật với chú nha, với tư cách là một thằng MC, con thề không bao giờ đi qua cái cầu này. Gì? Nhưng mà nhà con là bên đất liền, con không qua cầu thì làm sao mà về? Con biết bơi. Ôi. Trời ơi chú giỡn mà. Đi luôn rồi. Dạ thưa chú Sáu. Trời cái gì vậy? Dạ thưa chú Sáu, với kinh nghiệm 3 lần thu gọn cánh mũi, 7 lần sửa cột chú lôi, vậy chú Sáu hãy cho tụi con làm nhân viên thu phí. Em thấy được á, hay là mình nhận thằng này đi. Rồi thằng này nghiên cứu lại nè. Bây giờ là chú thấy là thằng Lâm này lanh lợi nè. Dạ. Còn thằng này nó ăn nhậu quá. Chắc là cũng phải là cho nó làm để nó bớt nhậu lại. Dạ. Bây giờ là hai đứa thử việc 1 tháng. Dạ. Nếu mà đứa nào làm tốt hơn chú sẽ nhận làm chính thức. Yeah. Cảm ơn chú Sáu. Vậy nha. Dạ. Rồi. Đi. Dạ. Bring that ass back like a boom 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 boom. Yeah. Hey. Thế đà thấm thoát 1 tháng đã trôi qua. Tao với mày như ngu đầu mã diện, hiện diện tại cầu mới được lệnh có bầu miễn phí. Trời ơi, trời ơi, hả? Nói chuyện gì? Đau quá. Chị Bảy có bầu hả? Mấy tháng rồi? Sắp sanh rồi. Thôi qua đi nè, qua đi miễn phí nha. Dễ thương, chúc mẹ tròn con vuông nha. Trời ơi, nổ bầu luôn rồi. Trời ơi, con bà đây nè. Rồi. Hả? Quay về nơi sản xuất. Hả? Qua lắm kìa. Trời ơi, qua cái cầu có 10.000 chứ nhiều lắm ghê vậy. 10.000 à? Trời ơi. Dễ sợ cái con này. Dễ sợ. Kêu trò. Ta kinh. Ở đây cũng phức tạp hả? Thấy ghê quá, bây giờ tao với mày phải cắn trời. Ê, đi đâu trời, che mặt che mày. Trời nữa hả? Cái gì đây? Cho đi qua cầu. Bớt diễn lại giùm, cái kịch bản nó cũ quá rồi, tao biết tiếng hết trơn. Bây giờ qua cầu phải không? Giờ tôi lấy cái gai,
tôi chích cái mà nó không nổ là qua. Trời ơi trời, cái bầu người ta chứ không phải là cái bong bóng đâu mà anh muốn chích anh chích anh. Mà sao sao? Vậy bây giờ qua đưa 10 ngàn đây. Tôi không có tiền. Không có tiền, không có tiền mà đeo vòng vàng cà gá xi men đồ vòng phong thủy đỏ đồ thấy ghê bầu xạo. Trời ơi anh ơi, anh không tin đúng không? Không tin. Anh kê cái mặt anh vô đây đi. Trời kê kê chứ làm gì. Đứa bé này võ công thiệt là cao cường, sau này sẽ trở thành đá gà nè. Trời ơi, vô duyên quá. Vậy anh tin tôi chưa? Tin rồi, tin rồi, qua đi, qua đi. Cẩn thận nha, từ từ thôi, bà Bì. Đứng lại. Bà đi đâu vậy bà Tư? Em đi qua trạm xá mình. Tại sao bà không ở nhà chờ tôi chở đò bà đi? Chị Tư sắp đẻ. Dạ không có. Em bụng em khó chịu quá mà em chờ mình tới trưa không thấy mình. Bà Ninh, bà biết ông Sáu xây cây cầu này lên là đạp đổ chén cơm của vợ chồng mình. Bà đi ra đây làm cái gì? Có đẻ thì lên ghe mà đẻ. Anh Tư, đi về. Sao kỳ cục gì đi? Mà đàn ông mà sao mà tính tình mà sao nóng nảy hoài bực mình quá trời của đất à. Ê, đi học thôi mấy bạn ơi, đi học thôi. Ờ, con nít nè. Ngoan. Rồi đi học ngoan nha. Cẩn thận nè. Cẩn thận đó. Cẩn thận có chỗ gà luôn nha. Thấy thương sợ. Đi học thôi mấy bạn ơi. Tạm biệt búp bê hân yêu. Tạm biệt câu miền xa nhé. Tạm biệt họ trắng sân sân. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm quên sao được. Giờ mầm lắm hân yêu. Đi học thôi bạn ơi. Rồi tôi đã đi học thôi. Không còn gặp mày nữa. Đưa mày đi luôn. Trời ơi. Bà đi học ơi, đi học. Ở dạ. Đâu mà con cái nhà ai thấy thương quá vậy? Dạ, tụi con là chị em sinh đôi. Trời ơi, chị em sinh đôi mà sao nhìn cái mặt xa xôi quá vậy? Dạ, tuy cái mặt xa xôi nhưng mà tụi con giống cái mồ hôi, điên rồi giống cái môi. Cái môi. Giống cái môi mà sao dơ cao quá vậy con? Dơ cao là điểm nhấn, chỉ vậy bình thường quá. Thấy thương quá à. Hai đứa nè, hai đứa tên gì vậy? Dạ, tụi con là Yến Trai Yến Trung. Trời ơi, Yến Trai Yến Trung gái dạ. Tên thương không? Vậy đứa nào Yến Trai, đứa nào Yến Trung? Dạ con Yến Trai con chạy. Trời đất ơi. Con là hay ấu Yến Trung. À. Như vậy là chú biết nghề nghiệp tương lai của con là cái gì rồi? Nghề gì vậy chú Lâm? Sau này con sẽ trở thành nữ DJ. Yeah! Chúc mừng chị ơi, còn con nè. Con sẽ trở thành chó sói. Chó sói. Ủa tiên làm con người cái gần cuối đời làm chó sói kìa. Trời ơi, ta đoán vậy thôi mà. Ôi, chú Lâm dạo con. Thôi, bớt dùm. Hai đứa học lớp mấy rồi mà mặc vào vậy con? Lớp 3. Lớp 3? Dạ. Như vậy là qua cái cầu này phải thử cái trí tuệ, cái ký IQ của học sinh lớp 3. Bây giờ chú đố tụi con cầu gì mát nhất? Dạ, cầu cá cha. Sai. Cầu dược. Sai. Cái cầu gì mát nhất? Cầu gia đạo. Cầu gia đạo là gì? Là cạo da đầu đó. Thua rồi. Đi qua cầu. Đố cầu tiếp theo nữa. Đố các con cầu gì nguy hiểm nhất? Dạ cầu tre. Sao cầu tre? Cầu tre lắc lẻo gặp kịch thôi đi. Sai. Con biết rồi, anh là chị ơi, chị ơi. À, cầu dừa. Sao cầu dừa? Chú nghe người ta nói hả, cầu dừa chân chặt lắm mày ơi, đi mà không khéo té như chơi mà son mới đào chân guốc cầu gót làm sao cầu dừa. Sai luôn rồi. Chứ cầu gì nguy hiểm nhất? Cầu nguy hiểm nhất đó là cầu giao điện. Liêu 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 liêu. Hai đứa sinh đôi à, dễ thương quá ha. Mặt giống y chang à, đứa giống chú, đứa giống gì phải không? Dạ. Cho con đi học. Qua cầu đi học nha. Ê khoan nó nghe nè, đi qua bên cầu ghé mua giùm chú gói thuốc nha. Chú hư. Hả? Chú người lớn mà sao chú hút thuốc? Hút thuốc có hại sức khỏe đó, con nít là sao mua thuốc được, cũng hư là có đem theo. Rồi có quẹt cho chú mượn luôn nè. Chú hư hỏng quá à, hút thuốc ké mà không có hộp quẹt gì hết á. Đâu? Nè, trời ơi, mày đốt cầu hay gì mà đem nhiều dữ vậy? Thôi, con đi học nha. Ê, nói được nghe lại. Nè. Mới lớp 3 thôi mà đồ nghề đầy đủ á, học trường nào vậy? Trường cai nghiện. Trời ơi, đây. Vô đây. Tao ghi rồi. Ghê, dễ sợ. Dễ sợ không? Nói vậy là hai đứa bay không phải là Yến Trai, Yến Tru. Dạ. Vậy tụi bay là gì? Dạ, tụi con cũng tên Yến. Mày đừng nói Yến xào không ai cười đâu. Dạ. Con là Yến Nghiện. Con Yến Ngập. Trời ơi. Thấy chưa lắm. Yến Nghiện, Yến Ngập. Thiệt là tên nè. Tao nói mày rồi mà đừng có giả trang. Chỉ có 10 ngàn bạc rồi mày cũng dám trả cho người ta nữa. Mày xui chứ ai. Mày có người mày kỳ cục. Tao mày không chơi mày nữa. Tao cũng không chơi mày nữa. Mày rồi. Thôi được. Có con nào bước qua cầu chơi. Đi qua cầu chơi. Đi qua bên cầu đi. Thấy rồi vậy. Trời ơi. Đánh lộn. Nó không. Con gái mà quý lộn vậy là không được. Ê. Mình chưa mua vé luôn á.
Trời ơi, chưa mua luôn đó trời. Trời ơi, nó xảo quyệt quá vậy trời. Sơn ơi. Mẹ. Sao mẹ quá kìa. Trời ơi, má. Trời ơi con, làm việc mệt không? Dạ, cũng không có gì mệt, bán vé không kịp luôn. Bởi vậy má biết công việc của con đòi hỏi sự tỉnh táo, cho nên má nấu mấy món ăn cho con ăn để con luôn tỉnh táo nè. Món gì má? Đây, cơm rượu, vịt hấp hèm, gà hấp rượu. Ủa, có món gì tỉnh táo nữa không vậy? Có. Món gì? Tôm hấp bia. Má ơi, nó nghe nè, mai mốt má đừng có nấu chi cực. Mua cục cồn có ngậm được rồi. Sao mày khùng quá, ngậm cục cồn là chết chứ sao mà ngậm được. Rồi, cảm ơn má nghe. Cầm đi, má đi sớm về sớm nha. Ê, má. Ừ. Má là má, nhưng vé là vé, mua vé má. Khùng quá, người nhà mà lấy vé làm gì. Ê, công tư phân minh đàng hoàng phải mua vé qua cầu mới được. Ủa, má đẻ con ra công tư phân minh cái gì? Bây giờ má không bán mua vé. Mày tao đốt cái cầu này không? Má không tiền phí hả? Má vừa phải thôi nghe má. Sớm cái gì? Hả? Má mày đã có bầu, mày không có được lớn tiếng như vậy. Má mày đó động tay sao? Con điên. Bầu nào? Sao bụng bác bự? Bác bị sơ gan. Mày thấy chưa Sơn? Mày nhậu chi mà để má mày sơ gan vậy? Má ơi má, con hứa sẽ bớt nhậu cho bụng má bớt bự. Giờ con làm sao má tha lỗi cho con đây má? Cho má qua cầu đi con. Vé má ơi, vé. Không được, có gì cũng phải vé hết. Tao khóc vậy mày không cho qua cầu luôn hả? Không có được, mày là con tao đó. Con nhưng mà má phải mua vé, con nói người ta mới nghe được. Bây giờ vô mặt má luôn hả? Thứ cái gì, bây giờ má làm vậy thì làm sao mà con nói người ta nghe. Cái gì? Đó. Hả? Thôi đi, chỗ mới là chỗ làm việc, có phải chỗ cãi lộn đâu. Bữa nay con cái mà cãi lời ba mẹ, bất kêu, tao sẽ tát cho mày một cái. Má mày tán tao một cái, tao sẽ tán mày lại hai cái. Má tao tán mày một cái, mày tán tao hai cái, tao quất mày ba cái. Con mà quất tôi ba cái, tao tán mày bốn cái. Má mày tán tao bốn cái, tao tán mày năm cái. Thôi, bớt chờ tiếng lên đi mấy má. Ôi à. Con ơi con có sao không? Tao được cái mặt đánh má hồng chứ không sao. Bác muốn quan tâm con. Bác đi đi, bác đi đi. Bác đi đi. Con đuổi bác đó nha. Bác đi khuất mắt con đi. Yeah. Bác ơi chưa đưa vé, bác ơi chưa đưa về. Má ơi đi luôn nha. Tại đi. Hả? Mày với má mày dễ sợ, bàn kịch bản dàn dựng đồ ha. Kể từ nay tao sẽ không bao giờ tin ai nữa. Tao cũng vậy. Ê, nhớ mày là thằng MC Khánh Thành Cầu hôm trước đúng không? Chính tao. Ủa sao nhớ nhảy xuống sông về rồi mà sao giờ còn ở đây? Tao bơi ra giữa sông sóng đánh xém chết lại giạt lại bờ. Trời đất ơi. Thôi ông ấy bây giờ nè, mua vé qua cầu về đi. Tao không bao giờ đi qua cây cầu đó. Nam nhi chí tại bốn phương, nhất ngôn cửu đỉnh, tao đã thề rồi. Thề cái gì, cái vé qua cầu có 10.000 mà thề vậy? Tao đâu có ngu. Mày nghĩ làm sao tao bỏ 10.000 tao mua vé? Tao thà để tiền tao mua bé vịt này còn hơn. Mua vịt nhiêu? 40.000. Trời đất ơi. Ê, anh tin em lắm. Ê, trời đất ơi. Nó đã nhảy xuống sông cầu mong chứ trong nó không dứt dưỡng. Ghê quá đi trời ơi. Ê, Ngoại qua cầu. Qua cầu đưa tiền đó bà ngoại. Ngoại không có tiền con. Trời đất ơi, qua cầu làm chi vậy? Thì qua cầu đi mận á. Mận gì? Mua bán ve chai. Trời ơi, bán ve chai qua có 10.000 đưa con 10.000 đi. Thông cảm đi, hôm rày không bán được ve chai. Hôm nay ngoại thiếu, ngày mai ngoại bù. Trời ơi, già cả làm thơ làm văn nữa. Có 10.000 à, ngoại đưa con 10.000 đi. Không có 10.000. Chứ có nhiêu? 15.000. Trời ơi, bà ngoại hề hước quá vậy bà ngoại. Vậy thôi bây giờ ngoại đưa con 10.000 đi, còn 5.000 ngoại cất. Không, tiền này đi ngoại để dành cho cháu của ngoại. Đây nè, ta nói á, để 5.000 cho nó mua sách mới. Còn 5.000 á, để mua nửa ký gạo. Đặc biệt 5.000 này nghe, 4.500 để dành mua thuốc ho cho nó. Còn 500 cho nó bỏ ống heo, cuối năm đập ra cho xây nhà lầu. Làm thôi, tao thấy hoàn cảnh của bà cũng tội, thôi để bà bơi qua đi. Mất dạy à? Ngoại ơi, ngoại thấy thương quá. Bây giờ là vé cầu là 10.000, con bớt ngoại 5.000, còn 5.000 ngoại đưa con 5.000 này nha. Không được, tiền này của ngoại. Bớt rồi cháu đó, ngoại còn 5.000 của cháu ngoại, bớt của cháu rồi, ngoại bớt. Bà rồi luôn, mày đập nát cái nhà lầu bà rồi.
Trời ơi, tiền của tôi. Trời ơi. Tiền của tôi có 5.000 tôi đâu, 5.000 tôi đâu. 5.000 tôi đâu, mất hết 5.000, 5.000 nè. Trời đất ơi. Bà ngoại, hả? Sao thấy tiền mặt ngoại tôm tớp vậy ngoại? Đủ rồi. Con thấy thương quá nè, thôi. Cái này là tiền của con cho ngoại 10.000. À, rồi, cảm ơn hãy qua con. Thà. À. Rồi lấy là tiền phà. À, okay. Đi qua đi. À, tiền đâu? Nè, cho 10.000. Lấy lại 10.000 đi qua cầu. 10.000 đâu? Trời ơi. Bà nghèo quá còn xàm nữa. Nè, cho 10.000, lấy 10.000 đi qua cầu. Sao qua được? Không có gì nè. Ngoại ơi. Bây giờ bỏ ngay cái định 10.000, bỏ phọt ra mất cái định 10.000, đi qua cầu. Đi nè. Con ơi, con làm việc phải đúng nguyên tắc à. Đúng gì? Đúng nguyên tắc đó vô thu phí. Cảm ơn con. Trời đất ơi, khổ nào ngoại này ghê luôn vậy trời. Quá mệt mỏi, phải cẩn thận nha không? Dòng mai nhìn trên chua cây. Gì nữa vậy? Ông Tư. Ông Tư. Bình thường không có nhậu, sao bữa nay thì ông nhậu kỳ vậy? Thất nghiệp mà mày. Buồn quá nhậu thì chứ sao. Đi làm miếng ngon. Ngon quá vậy. Uống ít thôi, uống thích tao, uống thích tao. Uống với tao đi bay. Uống đi. Mà tao tức cái cầu của thằng cha Sáu này lắm. Sao, vụ gì? Bữa nào mà tao quạo quạo là tao đốt bỏ cái cầu này. Ê, bậy nha. Mình. Giờ tới kìa. Anh Tư ơi, không ấy mình về nhà nha anh. Anh nhậu từ sáng tới giờ rồi. Nhà sắp hết tiền mà anh nhậu nhẹt này hoài cho em chết quá. Bà nói gì vậy? Tại tôi đúng không? Tôi cũng đi làm mà. Tôi chèo đò. Từ ngày thằng cha Sáu xây cái cầu này lên, đập đổ chén cơm của vợ chồng mình. Bà biết mà. Mà bà nói gì? Không có tiền hả? Không có tiền sao bà không đi làm? Hả? Tại sao bà không làm nuôi cái miệng bà? Nuôi con nhỏ trong bụng bà đi. Hả? Anh Tư ơi, chỉ là có bầu nó dễ xúc động lắm. Bà đó, bà ở với tôi được thì bà ở. Bà ở được bây giờ nhà má bà đi. Thôi Anh Tư. Anh đánh tôi hả? Bà khóc hả? Đúng mặt. Ôi trời ơi, Anh Tư, đừng qua. Bà đâu đây? Anh Tư. Ông Chí kìa. Anh Tư. Anh Tư ơi. Đừng làm bậy. Anh Tư. Con biết lỗi rồi chú Sáu à. Chỉ vì lòng sĩ diện, vì lời thề không bao giờ đi qua cây cầu đó, mà gần một tháng nay con bơi qua sông xém chết mấy lần. Nên hôm nay con quyết định con sẽ đi qua. Chào mừng bà con cô bác cùng đến với lễ bế mạc cây cầu ngày hôm nay. Trời ơi, ai đã đốt cây cầu? Tôi biết người đốt cây cầu chính là thằng Lâm. Mày là cái thằng hay múa lửa. Mày xỉn lên, mày tập múa lửa này là mày làm cháy cây cầu chứ không ai hết. Mày đi rồi. Mày mới là người đốt cây cầu. Mày hay xỉn hay sai với đó. Mày là người đốt. Tao không có đốt. Mày đốt. Chó sủa chó không cắn. Tao nói tao đốt chứ tao không có đốt. Đúng. Con tôi không có đốt. Tôi đẻ nó tôi biết. Nó nhậu nhẹt bê tha. Chứ cái gan nó không có đủ lớn để đốt cái cầu này đâu. Mọi người nghĩ đi. Người mà dám đốt cái cầu này là những người đụng chạm tới chén cơm của họ kìa. Tôi không có đốt. Từ ngày ông Sáu xây cây cầu này lên, không ai đi đò của ông hết. Cho nên ông tức. Ông mới là người đốt cây cầu đúng không? Ê, ông Sáu xây cây cầu này lên, đụng tới chén cơm tao là có.
Nhưng tao có sĩ diện của tao, tao có lương tâm một con người, tao không có làm chuyện bỉ ổi vậy. Lương tâm không bằng lương thực. Ông đốt chứ không ai đốt hết. Ông đốt không ai hết. Ông đốt. Nếu ông nói tao đốt, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bà sao ơi, bà sao? Bà sao ơi, bà sao? Hồi nãy con dập lửa cái cầu á, con lụm được cái dòng nè. Chiếc dòng. Tôi đốt. Tôi đốt cây cầu này, bắt tôi đi. Bắt tôi đi, đốt bắt tôi đi. Bắt đánh tôi đốt cây cầu. Tôi đốt cây cầu. Bắt hai vợ chồng ông lên, bắt hai vợ chồng. Tôi đốt quẹ vậy bắt tôi. Bà đốt cầu thì bắt bà. Bà có từng ham đốt cây cầu không? Tôi... Tất cả mọi người ở đây đều muốn đốt cây cầu. Tụi tôi nói mà tôi đâu có làm. Bà không làm là bởi vì nó chưa đụng tới chén cơm manh áo của bà. Tôi chỉ là người dám làm trong số những người chỉ dám nói. Từ ngày ông Sáu xây cây cầu này, ông Sáu đập nát hạnh phúc gia đình của tôi. Anh Tư từ một người chí hướng làm ăn, suốt ngày bê bết rượu. Tôi làm tất cả là để cho con của tôi sau này có trách. Là chắc ông Sáu đã xây cái cầu này lên. Tất cả là lỗi tại ông. Tôi đồng ý với chị Tư. Anh Sáu à, anh xây cái cầu được rồi, anh tôi phải làm cái gì để biết bao nhiêu chị hả anh Sáu? Tôi nói đúng không mọi người? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Sáu, anh định giấu chuyện này đến bao giờ nữa anh Sáu? Tôi xin lỗi mọi người. Tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi. Chú Sáng,
À sao? Vợ chồng em không biết. Tôi xin lỗi chú Sáu. Vợ chồng con bồng bột, con không biết chuyện đó. Thật sự là không biết. Tụi con xin lỗi. Thôi, được rồi, đây chỉ là ước mơ của riêng tôi. Không chú Sáu à, từ bây giờ nó không còn là ước mơ của riêng chú nữa, mà là ước mơ của tất cả bà con xóm Cồn Mình. Dạ đúng rồi, kể từ nay tụi mình phải xây ngôi cầu thiệt là đẹp, thiệt là vững chãi, cho xứng đáng với cái tên là Cầu Tây. Nhóm kỳ tài với tiết mục Cây Cầu Ước Mơ, cố vấn Lê Dương Bảo Lâm. Dạ xin mời giám khảo Hoàng Sơn. Trước hết thì xin cảm ơn các em. Các em đã cho một cái thông điệp mới nữa mà đầy xúc động. Tiếng cười nó cũng có và cái cảm động nó cũng có. Các em làm cho tôi nhớ lại có một cái gì đó mình đang quên đi, một cái điều là khi mà những cái phà của chúng ta mà bây giờ được xây những cái cầu mới rồi đó, để cho thông thương, để cho cái công việc làm ăn của nó, của từng tỉnh một phát triển hơn, thì có những con người hồi xưa có những cái phà cũ họ buôn bán trên phà. Nhưng ở đây các bạn cho lại thêm một cái thông điệp là ông Sáu này ổng bị mất một người chị như vậy, ổng muốn không có muốn ăn trong cuộc đời này, không muốn ai phải xảy ra cái câu chuyện giống ổng như thế. Chỉ có cái tôi hơi tiếc chút xíu thôi, không sao. Cái vai nó hơi bị nó chưa có hợp theo tôi nha, theo tôi thôi, nhận xét của tôi theo tôi thôi. Đáng lý Sơn phải đóng vai Tư, tại vì Sơn là một người rất là của một người chèo ghe ở để đưa đò trên một cái dòng sông này đó, thì nó hay hơn. Và bớt đi cái nếu bớt đi được cái này góp ý thôi nha, bớt đi cái được nếu như cho cái hình ảnh cái vai chị mà phục hiện lại á, cho lớn hơn chút xíu. Và trong cái cơn giông tố đó thì chị xuồng lật, chị ráng chị ẵm em mình bơi vô tới bờ thì chị liệm đi, là chị trôi theo dòng nước luôn, chị mất. Thì em nó mới nhớ cái đó. Chứ còn hai đứa nó ngang nhau cái mình thấy cái điều nữa. Thấy nó ấy, cái này góp ý thôi ha. Nhưng mà cái đó thì tốt hơn. Nói chung là các bạn làm rất tốt. Và đêm nay là đúng là cái đêm mà tôi nãy giờ tôi với Kiều Oanh và tất cả mọi người ở đây đầy cảm xúc, vẫn có tiếng cười và đầy cảm xúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Sơn. Xin mời giám khảo Kiều Oanh. Kiều Oanh thì chỉ tiếp lời anh Sơn thôi. Tại tới ngày hôm nay thì Kiều Oanh đã theo các em rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự quý vị biết không, Kiều Oanh xúc động một điều là thật sự Lê Dương Bảo Lâm không biết làm sao mà lại quy tụ hết tất cả những gương mặt mới cũ của Kiều Xuyên Việt. Mà may mắn cái những cái mùa mà vừa qua là chị đều chấm các em. Cho nên thiệt lòng là khi bước ra từng đứa, chị thấy khán giả vỗ tay các em, chị ở đây chị nổi hết da gà. Tự nhiên chị thấy xúc động dễ sợ, chị gặp lại từng gương mặt. 4 năm, có đứa 4 năm, có đứa 3 năm, 2 năm gần đây. Thì cái điều đó là đáng hoan nghênh quý vị ơi, cho một tràng vỗ tay tình anh em. Thật sự không ngờ là trở về hỗ trợ như vậy. Còn nói như anh Sơn nói rõ ràng, tiếng cười. Ở đây các bạn dù khách mời hay là chính thi thì đều trải đều hết, ai cũng có tiếng cười hết. Thì cái điều đó là cái điều cũng quý. Vì thường thường mình sẽ dồn hết cho tất cả những người thi chính. Thì mấy người khách mời chỉ là làm đệm thôi. Nhưng mà chị ở đây chị hoan nghênh và chị thương các em ở chỗ là từng đứa một, có lẽ là trong lúc tập tụi em đã nghĩ, vì người này nghĩ cho người kia nghĩ cho người nọ, cho nên mấy một cái kịch mà coi như đều hết, đứa nào ra cũng lấy được tiếng cười hết, đứa nào cũng có hết. Có điều là như vậy nè, nó đông quá, làm như vui quá hay sao, như lắm ngày hôm nay ngày hội chứ phải ngày thi, qua ra cái nói quá, cái lúc cái quần chúng đó tụi em nói quá người ta không nghe. Nhưng mà thôi cái đó vui, kệ mình chơi mình vui thôi, còn chuyện ta nghe thôi, đúng không? Đâu có sao. Nên mình cứ vậy thôi, miễn ta vui là được rồi. Có cái cảm giác như hôm nay là một cái ngày họp mặt. Là chính hơn là các chơi bạn. Hết đó anh dạ. Chơi hết mình và vui như thế này. Hết luôn. Dạ. Là rất là dễ thương, cho nên là đây là những nói chung là một cái nhóm hài lấy thịt đè người đó. Một lần nữa xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo và số điểm của nhóm kỳ tài sẽ được giữ bí mật đến cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm khủng long tí hon sau vài phút giải lao.
con xin gửi các tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Dạ, đây là một lớp học diễn xuất. Mà tụi con nói trước, cái lớp học tụi con nghèo lắm, cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài. Mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. Và các bạn vô chuẩn bị đạo cụ. Cho một tràng pháo tay thật to để cô giữ tinh thần được không ạ? Và bây giờ tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy vào quân tướng sĩ. Dạ. Hãy bắt Dương Châm Họ. Dạ. Vương quốc của chúng ta đang bị hai con yêu tinh xà quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới gây đến nhiều cảnh làm than. Nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai chắc có lẽ chúng sẽ giật chút quán quân của ta. Hey, trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hội anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lớn bỏ con đây. Con là ai? Sương Tinh. Lao, trả lời tao biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi, để coi. Cố gắng, cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay xuống mày, quay xuống mày, quay. Tào Lao, xin lỗi, thần xin lỗi đức vua. Cái dạ. Gì, cái gì áo quần xích gà một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói, chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu, không lẽ đè ra gọi đầu. Ha, đức vua quả thật là bơ phẹt. Khỏi khen. Nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Khoan đã, còn con. Ôi, đúng mà quá. Wow, sắc. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, con xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tỵ Sửu dần mão, thịnh tỵ ngõ mùi, thân dậu tuất hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là tý là vạn sự như ý, Sửu là tài lộc đầy đủ, dân là sức khỏe rần rần, mẹo là không lo một lẹo, tức là trăm điều về nhất, hợi là thành công tân lợi. Hey, sĩ 12 con, sao chúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ chúc nhiều nó bị trì. Hey, quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu nè con. Dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ, con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là. Con có cái gì không? Dạ tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để coi võ công của nó cỡ nào. Ha. Dạ. Dạ. Trời ơi. Hằng ngày con bà lâu công chắc luôn. Đây,
Cầu lâu. Con nói thiệt cái Đức Vua nha, thằng này là nó mua cái bình xịt nó xịt thôi. Tao chứ biết. Ở nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là giáng long thập bát trưởng. Nó không làm được giáng long thập bát trưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức Vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho Đức Vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, Đức Vua hãy dịch kỹ: giáng long thập bát trưởng trái, thì con sẽ trưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây trưởng lẹ lên. Cha. Ngưng. Hãy ngưng đó. Đây không phải là giáng long thập bát trưởng mà là giáng long dập lạp xưởng. Hả? Không làm xưởng đâu? Con mua để biếu Đức Vua. À? Làm xưởng đây, làm xưởng đây. Mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tới nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ. Kìa con. Dạ. Trưởng gì thì trưởng ra cái lạp xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi dễ đi. Dạ thưa Đức Vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Được. Mời vô, ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi, mùng 15 rồi mà còn chợ sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em: nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Hay. Con à, quả nhiên là hay. Nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tôi đây tiêu diệt yêu quái, không có tài năng gì không. Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Trời lắm, cá kình mà mày không sợ? Không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi, đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ sai vào lý tình mà thôi. Mày cọc không? Chứ mày quạo xong quạo. Hỏi lụm cái đó luôn. Hỏi lụm. Bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thì bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tàu lao. Sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, Đức Vua cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm cái kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã, thanh xà bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sơn. Khoan. Khoan đã. Ngưng đi. Hai con yêu thanh xà bạch xà mà uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trợt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà bạch xà. Không ngờ đêm trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống.
mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến. Lên! Mày lên trước đi cho đỡ mỏi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua sao quân trước chứ? Mày quýnh trước. Tao nói sao mà mày đánh đó. Mày bị khùng á, mày nói tao bay vô đánh mày đó. Còn cái thằng này đánh mày 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 thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi. Đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy vui dụng thầy hướng không? Thầy lên lên, bị đánh đi, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn, thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ, con chuẩn bị. Có bài đâu, trả trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài, tự hiểu. Đó, trả sung sung lên cho thầy chứ để về con là thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trong cánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước nha thầy. Rồi. Tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Ông cầm đồ biến ly. Được, bà đuổi tôi đi. Người chụp khuôn mắt bà, đi cho bà vừa lòng. Trời ơi. Dạ hết. Gì vậy? Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần vấp ngã. Trời đất ơi. Nói rồi, ở nhà tập mà không đứng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy, con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc bằng thế nào. Là mình diễn muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language, hai cái hợp lại làm cho tâm lý mình show deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say? Con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu, con diễn thầy mới hiểu. Làm đi con. Nó trả bài bậy bạ không mà sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Hả? Ủa con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Đúng rồi đó. Trời ơi là trời. Ông còn tôi dạy. Bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá. Trời ơi là trời. Mày diễn tao đi. Mày diễn tao luôn đi. Trời ơi, không biết thầy Minh Đạt hay Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông tạ. Bốn đứa. Ngã tư bảy hiền. Thầy hỏi năm đứa đi. Ngã năm chuột chó chứ gì. Dạ sai, ngũ lâm công chúa. Thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tụi nó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thầy mệt. Thầy làm để con lòng tiếng cho thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi, học trò của tôi, nó học lâu lắm rồi mà nó giỏi quá. Tự hào quá. Cầm lại đây. Cái tụi này không kiếp. Đó thiệt á, mày vậy. Mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa.
Thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi, con làm lại cho. Nói lòng dạ. Tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi! Mọi người coi, một đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Ê, thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chữ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời, cái tụi không phải thầy không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Để, con đi con chuột lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Mày nói câu thứ ba, mày chết hả? Thì con tính đó, câu thứ ba thầy ngắt ngang rồi, làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi, thằng này thiệt á. Cái tuổi này không... Trời ơi. Sĩ Phan, Sĩ Phan. Làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời đất ơi, đất ơi. Hổn quá trời hổn à. Dạ thầy, con xuống phong lên trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả. Chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á Tết vô á công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không mà phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng còng trả được mấy cái này, con biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba ngày đúng nữa. Rồi, thầy, đúng ráng rồi. Tập một cái bài thật là tốt, thật là trọn vẹn. Dạ, trả cho thầy. Dạ, là thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con thi vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa. Nhưng mà phải ráng. Trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Cái gì mà dạ? Hả? Ông Đặng. Ôi, ừ, ông Đặng đấy. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cho ông mướn cái nhà này là để ở, chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đặng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho, tháng này tôi không có show nên là không có tiền, thông cảm. Không có tiền lúc nào không có tiền? Không có tiền mà dạy học tôi đó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Vậy? Anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à. Đam mê học diễn xuất mà không tiền đi học. Thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền thứ nào hết trơn á. Dạ đúng dạ. Rồi chú. Dạ. Cái gì? Đam mê diễn xuất hả? Dạ. Làm diễn viên hả? Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp. Không đẹp thì phải giỏi, phải duyên. Mà muốn giỏi muốn duyên phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng. Chứ ai đâu mà học ông thầy này. Chú. Gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu, lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy ơi, con xin thầy. Thầy đàn ơi, tụi con không có chỗ học cũng được. Nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Ờ đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ, 90 ngàn hả? Mày nhớ mặt hả? Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiêu đâu lo được mà. Mày... Thôi nè, giữ lại hết đi. Nhưng mà... Tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim. Lúc đó có tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi, thôi được rồi. Tôi cho ông một tuần nữa thôi nha. Còn bây giờ á, đuổi tôi nói về hết giùm tôi. Tối rồi để cho tôi ngủ, ồn ào quá. Không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ, cảm ơn. Bực mình nè. Thầy, ông đòi không đuổi sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi. Nói vậy chứ ông tốt lắm. Dạ. Ủa, sao cúp điện rồi? Tối vậy lại lại. Thầy, nè, khu của thầy hay cúp điện lắm. Xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lại. Nghe chưa? Lần nào cũng vậy, ồn ào. Không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không mấy tụi con về. Dạ, đúng rồi. Thầy không sao đâu. Bữa khác qua tập nha thầy. Cứ ở lại tập. Tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà.
nhưng mà tôi không tập đâu đó thầy. Đốt đèn cày, đốt đèn cày lên tập. Là thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh là con nhắc nó đi làm á thầy. Dạ. Có điện rồi. Có điện rồi. Có điện. Con là thầy. Phải không Quỳnh chứ? Quỳnh, thầy. Thầy mai mốt á thì đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô, giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong rồi đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Dạ, rồi thầy vô. Rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Từ từ. Thằng Quý, trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trốn đi chơi rồi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm không mày? Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá trời. Mày thấy mọi người quan tâm mày không? Sao trả lời, làm gì mặt buồn buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Thầy bị gì? Thầy nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa, nói gì? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Thôi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, khoan. Ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Nhưng giờ làm sao? Sao mà chữa trị? Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, em cho thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng, mày dắt tao đi cầm xe đi. Ê, khoan đã. Hiểu đi. Cái gì vậy? Cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà bạn tao mượn thêm nữa mày. Không có đủ đâu, để tao mượn thêm. Không, tiền lương tao mới lãnh tháng này nè. Mày mình giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ lên đi. Không có đủ đâu, tao đi dây tiền nóng. Mày đi à? Dây tiền nóng tiền đâu kìa. Tụi mày điên hả? Cái chuyện này tụi bay khỏi có lo, để tao lo. Quên. Hey, nó nói về tiền đâu lo? 100 triệu ở đâu ra cái đó? Thằng quỷ để làm quần chúng làm cách ở đỡ làm như lầm nội thay với lo. Chạy cho nó đi rồi biết. Quên. Tụi bay nhớ, nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này.
Mày lại, tao muốn lấy tiền. Lên. Giỏi lắm mấy ông. Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện pha nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm anh được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong ca nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Xứng đáng với công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên. Mày điên hả? Người ta kêu mày nhảy từ lầu 10 xuống mày không nhảy nữa. Tụi bay, đây là cách duy nhất để tao kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái quên. Tụi bay bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mày bị đa chấn thương, mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình, không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Tụi mày phải tin tao. Chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh cho thầy. Tụi bay phải tin tao. Tao làm được. Nè, mấy cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường tao đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì gọi điện nữa? Tao gọi cho thầy. Thầy ơi, thằng Quỳnh nó đây, nó đi làm.
cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi, anh nhớ cái chuyện em nói với anh hứa kìa. Anh hứa với em, anh chuyển khoản liền, anh chuyển khoản liền cho em. Em giỏi lắm, em giỏi lắm. Cảm ơn. Mấy điên khóc gì ạ? Tao nói tao làm được là tao làm được, thấy không? Phải vui lên, vui lên, vui lên vì mình có tiền chữa bệnh với thầy rồi, phải vui lên chứ, vui lên. Lại đây. Thầy ơi, thầy ơi. Im. Tại sao con cứ vẫn còn sự nghiệp không nghĩ cho mình? Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi. Đối với con, thầy không chỉ là một người thầy mà thầy còn là một người cha. Mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Một lửa đam mê của nhóm Khủng Long Tí Hon, cố vấn Diệp Tiên. Xin cảm ơn những diễn viên hỗ trợ và cảm ơn nhóm Khủng Long Tí Hon rất nhiều. Cảm ơn các em rất là nhiều qua cái tiểu phẩm này. Vì chị Vinh Sơn ngồi đây rất là xúc động, vì chị Vinh Sơn cũng là những người đã từng học ở trong trường sân khấu. Bao nhiêu ký ức nó lùi về. Bởi mới thấy rằng là đối với ngành nghề nào thì những bước đi đầu tiên nó rất là quan trọng. Và những người thầy mà truyền hết tất cả lửa cho mình, dù phải hy sinh đến bản thân, thì cái điều đó là cái điều mà mình phải học hỏi và mình phải bắt chước và phải sống như vậy thì mới đúng cái tâm và cái đạo đức của một người diễn viên. Và chị mong là dù ngày hôm nay tụi em có quán quân hay á quân thì mong là cái lớp diễn viên ngày hôm nay hãy giữ lửa như là thầy đã từng giữ lửa với em trong tiết mục ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các em. Yeah. Xin cảm ơn giám khảo Kiều Anh rất nhiều ạ. Xin mời nhóm Khủng Long Tí Hon qua bên đây với Tú ạ. Xin mời giám khảo Hoàng Sơn. Tôi nói ngắn gọn thôi là tại vì hôm nay đúng là Oanh nói là các bạn đã cho tôi sống lại những cái ngày mà hồi xưa tôi mới chân ướt chân ráo bước vào trường, là chỉ có những người thầy của mình làm truyền lửa cho mình một cách chân chính nhất và một cách yêu thương mình nhất. Nếu các bạn đây tải thêm được cái tình cảm của một người thầy mà không phải là một cái chỗ trường chuyên nghiệp. Cuối cùng tôi nói một câu như này, hôm nay hai cái tiết mục này và tôi tin chắc là quý vị khán giả sắp tới sẽ được thưởng thức những cái gì hay và những cái gì vui nhất của các bạn sẽ đem tới cho mọi người trong tương lai. Các bạn là những diễn viên rất là có tiềm năng và tôi ủng hộ các bạn. Và tre chúng tôi đã già thì đã có lớp măng mọc rồi đó. Có mình anh già nơi em còn. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Và số điểm của nhóm Khủng Long Tí Hon sẽ được giữ bí mật vào phía cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao sau vài phút quảng cáo nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với đêm chung kết xếp hạng Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa thứ 2. Và trên sân khấu lúc này là 4 nhóm đã góp cho sự thành công của Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa thứ 2. Và anh Tuấn sẽ được cảm ơn 4 nhóm rất nhiều ạ. Và sự trở lại của nhóm Heyman và nhóm Debit. Để thay lời cảm ơn cho những sự đóng góp của hai nhóm cho Cờ Xuyên Việt Tứ Lâm Hội mùa 2, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tổng đạo diễn Diệp Tiên trao kỷ niệm chương và bảng giải thưởng giải tư cho nhóm The Beat. Kỷ niệm chương và bảng giải thưởng giải ba cho nhóm Heyman. Xin mời đại diện hai nhóm ạ.
Một lần nữa xin cảm ơn hai nhóm và cảm ơn tổng đạo diễn Diệp Tiên rất nhiều. Và kính thưa quý vị, cuộc thi phải có điểm dừng. Xuất thần một cái là mình quán quân. Nhưng mà quan trọng tinh thần, chơi mà vui vẻ vẫn là quán quân. Quán quân trong lòng quý vị của khán giả. Và ngay bây giờ, trên tay anh Tú đang có số điểm của hai nhóm. Khủng Long Tí Hon và nhóm Kỳ Tài. Liệu rằng ai sẽ giành được chiếc cúp quán quân Cờ Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai? Anh Tú sẽ được công bố. Một nhóm có số điểm tổng là 19,75. Số điểm đến từ giám khảo Kiều Anh là 10. Giám khảo Hoàng Sơn là 9,75. Một nhóm có số điểm 19,5 đến từ giám khảo Kiều Anh là 10. Giám khảo Hoàng Sơn là 9,5. Như vậy nhóm nào có số điểm cao hơn sẽ trở thành quán quân Cười Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai. Ai ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và anh Tú xin được công bố quán quân Cười Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai là nhóm Khủng Long Tí Hon. Và nhóm Kỳ Tài sẽ trở thành á quân của Cười Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai. Xin được chúc mừng quán quân Khủng Long Tí Hon và á quân nhóm Kỳ Tài. Xin được mời nhà đại diện, nhà tài trợ ông Lê Nguyễn Đức Hồi lên sân khấu trao kỷ niệm trương bản giải thưởng và hoa cho á quân. Giải thưởng của á quân là 70 triệu đồng. Một tràng pháo tay thật lớn cho á quân Cờ Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai nhóm Kỳ Tài. Một lần nữa xin tràng pháo tay thật lớn à. Xin cảm ơn nhóm Kỳ Tài và ông Lê Nguyễn Đức Hồi rất nhiều. Xin được mời nhà đại diện, nhà sản xuất, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh lên sân khấu trao cúp, ban giải thưởng và vòng hoa cho quán quân nhóm Khủng Long Tí Hon. Và giải thưởng của quán quân là 200 triệu đồng. Tìm ra quán quân Cười Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai năm 2017, đó chính là Khủng Long Tí Hon, bao gồm các thành viên Quốc Khánh, Hoàng Khôi, Quỳnh Lý, Trường Giang và Xuân Tiến. Rất xuất sắc, một chặng đường hơn 3 tháng và ngày hôm nay đã ra hòa kết trái. Chương trình Cười Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem và theo dõi chương trình Cười Xuyên Việt Tuyết Lâm Hội mùa thứ hai do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Trì Hồng Khang thực hiện. Một lần nữa anh Tú xin chào và hẹn gặp lại. Không thấy đường kẻ nào đâu. Nè, cái này là khu huynh mày, cái này là khu huynh tao nha, đừng có lộn xộn. Cái nha. Đó tự mày vẽ chứ ai mà vẽ. Mày cũng ma gai vừa phải thôi. Biết người ta bán bông hôm nay thì bán bông mà xuống cái kia bán đi. Mày để kế bên chi vậy? Ngộ quá, à, ai bán bông được thì tôi cũng bán bông được. Lộn xộn quá. À. Bán cái gì mà y chang nhau à. Có khách kìa. Có khách. Khách gì? Đại ca Nam Gò Mã tới. Dạ mời đại ca. Tụi bay thấy đại ca không? Trốn đi. Trốn đi. Tao ra để thu tiền bảo kê em kêu nó trốn rồi tao thu ai? Dạ em xin lỗi. Nuôi đệ tử vô dụng. Hiện ra coi. Tiền đâu? Tháng này tiền tao đâu?
Trời, anh biết em ngồi bán bao lì xì, bán với tiền vàng bạc, sáng giờ chờ có ai vô mua đâu, sao có tiền đóng cho anh. Không có làm ăn được cái gì hết. Có một chút xíu tiền ở kê thì không có. Không hay, thì ok đâu. Dạ em sáng giờ em đâu có bán được gì đâu anh. Thôi giờ không có tiền anh lấy bông được không? Ủa bông giờ cũng nội tao hả? Vậy thôi anh không lấy bông gì thôi anh lấy em nha. Lấy bàn chi? Ai biết đâu. Điên mà khùng. Mày cười ai đó? Cười tao mày. Không có tiền đi ăn kia. Còn mày? Dạ. Tiền đâu? Anh thông cảm. Dạo này bán buôn ấy ổng không có tiền bạc gì hết trơn á. Được. Thằng này bán bao lì xì đúng không? Tao mà. Mày có rất nhiều tiền. Tại vì người ta thường thường người ta mua bao lì xì, người ta về người ta lì xì cho mọi người. Đúng không? Dạ. Mày không có tiền là sao? Tiền bảo kê tao đâu? Anh có bị gì không? Bây giờ em bán được bao lì xì thì em mới có tiền chứ. Anh ơi tội nghiệp đó, anh ơi, nó đâu có tiền đâu. Không ấy à, em còn 70 này, 70 thì mới ra có tiền. Móc xỉa. Móc xỉa. Khốn nạn. Móc xỉa. Quỷ à. Khai chi vậy? Lẻ miệng thôi. Cái này tao thu nháp rồi nghe chưa? Dạ. Nha. Mỗi đứa chiều nay phải chuẩn bị cho tao 1 triệu. Không có được trách tao nghe chưa? Không có dẹp đi, đừng bán cái chợ nữa. Đi cho khác bán. Anh thu nháp hả? Ừ. Không mấy anh trả lại nháp được không? Tao chém nháp rồi được không? À, không được luôn. À tao chém mày luôn á. À, biết rồi. Giỡn mặt ha. Chiều nay tao quay lại nghe chưa? Dạ. Đi bay. À, Anh Nam à. Anh Nam à. Ba ra ha. Mày hay à. Mày ngon à. Nó là Nam Gò Má. Nó mà đứng lại chút xíu là tánh anh Nam Gò Má luôn ha. Giỡn với tao à. Ê mà tao nói mày nghe là sao kỳ vậy? Hồi trước anh Nam đâu phải là người vậy đâu. Hồi trước mình đói với anh Nam cũng cho mình ăn. Mình khổ gì á, anh Nam cũng cho điều giúp đỡ mình á. Tự nhiên bây giờ á, mình lấy tiền bảo kê mình làm sao? Tao nghĩ là ông có khu khác ông làm ăn rồi. Ông muốn dìm anh em mình đó, hiểu không? Nghĩ chơi cũng được rồi đó. Ê, tao về vậy nè. Sáng giờ bán á, không có khách hàng tới. Mình phải có cái gì đó thu hút khách hàng chứ, đúng không? Đúng rồi, bây giờ á, mình phải giờ thấy người ta bán, phải có chiêu trò này nọ. Ê, mày nhớ ngày trước tao mày từng học cái gì không? Dancer! Chơi! Chuẩn bị chưa? Chưa! 2, 3! Ở đây, đây! Hay lắm! Chúng ta đã có được 2 con bướm rồi. 2 con bướm chúng ta rồi, có thêm cái con gì ở đây nữa vậy? Con gì vậy? Khách mua bao! À! Có khách rồi. Nhảy đẹp quá, kinh doanh mà sáng tạo vậy là tôi thích. Dạ vậy hả anh mua bông, hả? Mua bông? Dạ. Mua bông có khuyến mãi không? Anh yên tâm, anh mua nhiều càng nhiều, khuyến mãi càng nhiều chứ. Khuyến mãi gì? Anh khuyến mãi gì cũng có hết trơn. Ví dụ anh mua bông, 1 chậu bông đúng không? Anh sẽ khuyến mãi 10 bao lì xì. Đó. Được. Vậy thì mua bao lì xì? Anh mua 10 bao lì xì anh sẽ được khuyến mãi 1 chậu bông. Tôi thích. Đây bây giờ, nè. 1 chậu bao nhiêu? 1 chậu 50. Mắc quá, không thì, được. Thì tao có tính bao lì xì trong đó 10 ngàn mà. Bây giờ mình đừng tính bao lì xì. Bông bao nhiêu thôi? Bông 40. 40. 40. Lấy 5 chậu. 5 chậu không? 5 chậu đây, 5 chậu 1 2 3 4 5 được không? Được rồi. Dạ. 5 chậu 200 tiền nè. Khùng. Bồ tèo khùng. Tết nhất bồ tèo khùng. Khùng gì? 1 chậu 40. Đúng rồi. 5 chậu 200 tôi lỗ sao? Một chậu 40 nhân 5 bao nhiêu? Bạn tôi muốn chừng nhầm, không biết nhưng biết lỗ. Lỗ đâu mà lỗ? Lỗ nào? Xí gạt à, hấp bồ tèo. Đó tôi gạt kìa. Đúng rồi. Bây giờ ra đây chỉ cho nè, bây ra đây, chỉ cho. Chỉ gì nữa? Là 1 chậu bao nhiêu? Ở đó chậu 40. 40 thì 5 chậu nhân 5 lên là 200, đây nè tiền cầm. Có tiền, có tiền làm cha làm mẹ ta hả? Lừa gạt người ta. Không nói nữa, không mua bông nữa, qua mua bao lì xì. À, mua bao lì xì là gì? Một bao bao nhiêu? Một bao 10 cái 10 ngàn. 10 cái 10 ngàn, lấy 50 cái. 50 cái đúng không? 50 cái, có đủ luôn 50 cái. Rồi, đây. Đây nè. Đủ chưa? 50. Mày mới gạt bạn, mày tính gạt tao nữa hả? Gạt mày đâu? 10 bao mình 50. Thì 10 bao 10 ngàn. 10 bao mà mình 50. 10 bao 50 có thối lại 10 ngàn. Như vậy á, như tao nhớ là như vậy á. Tao phải như vậy chứ làm sao? Ờ đúng rồi. Mày đứng, mày trứng mày được không ăn dịch hả? Sao mày dụ tao được? Bây giờ
bây giờ tao không có nói nhiều, bây giờ tao muốn mua bông làm phải làm sao? Thì mua bông mấy lần? 5 lần. 5 lần dơ vô 5 lần chứ sao? Trời đất ơi, làm thì làm. Anh trai à, anh đã bị tụi nó lừa gạt rồi đó. Muốn mua bông rẻ phải qua tôi. Kiếm bói rồi, kiếm bói. Hay lắm, hay lắm. Thằng này mỗi lần nó bán là nó cứ lắc đầu như mấy thằng ngáo đá vậy. Không những mua bông, em còn khuyến mãi cho anh một điệu nhảy nữa. Lấy 2 chậu. 2 chậu? Ừ. You know what, Thêm 2 chậu nữa. 2 chậu nữa. Thêm 2 chậu nữa. Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi. Anh mua em 6 chậu em đủ tiền nhập viện luôn á. Mà nhảy đẹp tôi thích nè. Có thiếu mốt làm vũ công nha. Dạ. Anh mua mấy chậu? 6 chậu. Đâu mua đâu. Cái gì kỳ vậy? Nãy anh mới hỏi giá mà. Thì dò giá mốt mới mua. Nhưng mua giờ mắc lắm. Vậy nha, cảm ơn nha. Nhưng mà nhảy đẹp tôi thích. Cái xóm này là bán đồng, bán đồ mà có sáng tạo là tôi thích nè. Nhớ nha, tôi thích đó. Nhảy đẹp nha. Mày khinh thường tao hả? Hai thằng mày ngon lắm. Tao nói cho tụi mày biết, một rừng không thể có 2 cọp, một đất nước không có 2 vua. Đúng. Một chợ không có thể 2 thằng bán bông. Vì vậy tao tụi với tụi mày phải đấu. Đấu cái gì? Đấu nhảy. Thằng nào thắng sẽ ở lại, thằng nào thua cút khỏi ra căn chợ này. Được. Thì mày muốn đấu thì đấu. Chơi mày. Chơi. You know what? Chiều thứ nhất, tiếp chiêu mày. Để tao. Ok. Mày hãy xem thằng bạn tao đây. Thấy chưa? Mày thấy nó chưa? Cái thế của nó như vậy rất là hay. Nó là bung ra thôi là chắc chắn tao nhảy nè. You know what? Mày thấy thằng bạn tao chưa? Mày thấy chưa? Mày quay đúng chiều, nó chơi ngược chiều. Tới mày đi. Chiều thứ hai, đỏ chỉ. Wow. Wow. Không sao. Ok. Nó lại lấy chớn nữa. Ok. Tiếp kêu mày. Mày hãy xem nó đi. Chỉ cần sọ chỉ, sọ tao ra sọ luôn. Hãy xem cho kỹ. Hãy xem cho kỹ. You know what? Hey! Hãy xem cho kỹ. You know what? Hey! Để tiền. Mày thấy thằng mạng thông minh không? Đâu cần phải nhảy như mày. Vậy thôi được rồi. Tiền chiêu cuối mày. Ê! Ê! Khó quá, mày chơi luôn đi. Xem đây. Ráng đụng được chân nha mày. Trời, biết rồi, để lên, để thế nè. Tào lao. Cái gì? Tào lao. Cái gì tào lao? Tụi mày nhảy nhảm nhí. Tao kêu mày nhảy lên, lấy cái tay đụng cái chân. Mày đi nằm xuống đụng cái chân. Tại mày không nói trước. Qua vòng 2 đi. Vòng 2 thì thế nào? Nói chuyện văn đi. Mà không phải nói chuyện bình thường, mà là rap. Được. Rap thì mày mệt mày rồi. Hãy thể hiện cho nó biết đi. Nghe nè, tao nói cho tụi mày biết, tao đây là danh rap. Một khi tao bắn rap ra cứ như là bão táp. Tao là truyền hình giải tinh, còn tụi mày là truyền hình cáp. Tụi mày chỉ là cổng cáp, để tao là cá mập táp. Ôi, mà cái rap nhảm nhí. Mày chống cái lỗ tai rồi lên nghe rap của tao nè. Vô đi bạn đi. 2 x 2 = 4, 2 x 3 = 6, 2 x 4 = 8, 2 x 5 nó sẽ là 10, 2 x 6 = 12, 2 x 7 sẽ là 14, 2 x 8 = 16, 2 x 9 sẽ là 18. Hay quá. Mày hay lắm. Mày gáp có tính toán. Điếp đi mày. Này thằng nhóc ác, mày gáp thật là hề. Cái tướng đã lề bề, còn cái miệng thì bị chề. Ha. Rap nhảm nhí, rap nhảm nhí. Nghe thằng nhóc,
nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hồ ơi thương lấy biết cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một bờ. Hồ ơi thương lấy biết cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một đời. Mày nói đi, mày rap tiếp đi. Tao rap là thầy cô chỉ tao. Mày rap ai chỉ mày? Thấy thua chưa? Vòng ba đi tụi mày. Quýnh lộn. Sao? Đánh lộn mày chết chắc rồi. Mày không nghe câu hai đánh một không chột cũng què. Tao với mày què đó. Trời ơi, cố lên, cố lên. Ok đó. Được, mày chết rồi. Tao thằng bạn nó búng ra là mày mệt mỏi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chơi, bạn. Mày đứa trởn, nó quýt chết. Tao ngồi đây, hai người này bảo kê tao. Ok. Tao khôn lắm, tao khôn lắm. Không sao, một mình tao cũng hạ gục mày được rồi. Ê, 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 lên ê, đi. Nói nghe nè, mày chơi thoải mái đi. Có tao đưa mày vô bệnh viện rồi. Rồi, đứng đây, tao mày xem đây. Nè, cái vòng tay này. Cái vòng tay này nhỏ hơn vòng tay của mày, ok. Nhưng mà nói gì con chuột. Con chuột ok, vẫn nhỏ hơn luôn, không sao hết, không sao hết. Thì đương nhiên chỉ một điều thôi. Cái gì? Thua. Thua thiệt luôn. Ta đi nghe. Lỗi mày. Ê thằng kia. Ta. Mày nhìn thằng này đi. Nó đang quỳ trước mặt tao kìa. Ta. Mày tính chứ vậy đúng không? Đâu kia thì đứng chạy đó. Tao để liêu. Nè. Luôn à. Thằng kia. Mày lên đây. Bắt trước thằng anh hai của mày. Quỳ xuống trước mặt tao. Còn mày nữa, mày cứ như vậy đi, mày sẽ sống tốt hơn. Vậy hả? Vậy bây giờ mình chơi nhau trò chơi đi hả? Chơi gì nữa? Đố nào nhảy được kiểu này? Lai muốn nhảy, Lai muốn nhảy. Thế thì nhảy thôi. Mày ngu lắm. Mày thấy chưa? Mày biết tao chơi chi gì đâu? Điệu kế ly sơn á. Anh biết gì tao hả? Anh biết gì tao hả? Anh biết gì tao hả? Mày xin lỗi, xin lỗi. Anh không biết mà mày. Xin lỗi, em xin lỗi mà. Em chỉ bắn mông ế quá à. Em muốn dành. Mới về địa bàn mà đặt cơm cháo hả? Chớp chép hả mày? Dạ, dạ không có, không có. Muốn biết đây lần nào hả? Lần nào? Giới thiệu tên cho nó biết. Tao không biết tên tao luôn. Lông mộng gà. Lông mộng gà. Sợ chưa? Dạ sợ rồi. Bỏ nghe. Dạ bỏ. Thôi chứ anh em mà mày về đây bán của mày bán của tao, tao bán. Không thích nhìn món gì đâu, hiểu không? Kéo quần đi kỳ lắm. Tất cả đứng yên, không được nhúc nhích. Mày làm cái gì vậy ta? Nó làm cái gì vậy? Nó đo gan tay à? Anh ơi, kêu hỏi hỏi anh coi. Ủa, anh ơi. Ê, ê, một chậu, hai chậu, hai chậu, 100 nha. Đếm đường đi. Nguy hiểm quá, anh muốn làm gì ta? Đi tới, rồi anh sẽ làm gì nữa? Phải móc súng. Không, gãi thôi, gãi. Nó gãi mà nó làm hết hồn. Móc cái gì vậy? Em, vô đi. Nó kêu đồng bọn. Nó kêu đồng bọn tới luôn hả? Chết rồi. Chỗ nào? Dọn hết ra đi. Đúng rồi. Ai trái cây ơi? Mâm ngũ quả đi mấy anh chị ơi, mâm ngũ quả đi. Trái cây đi mấy anh. Một chút nàng. Làm thấy ghê vậy, sao làm thấy ghê vậy? Không, hai vợ chồng em mới dọn tới đây, trời mới mua dọn được cái sạp. Dạ. Giúp đỡ thiệt. Dạ. Trái cây ngon lắm, tươi lắm. Chứ lại vậy nhưng mà tại sao lúc nãy vô đo gan là sao? À, em đo gan này coi cái hoa này tầm nhìn cái bị che cái sạp của vợ em không? À, muốn cái quan trọng mày mất mớ gì mày đứng đây rồi. Mày đi qua thôi, mày làm gì rồi, đi ninja không gì chơi ghê vậy? Em coi cái tầm nhìn khách hàng anh, tầm nhìn khách hàng nè. Nè đi là thấy cái quầy vợ em liền, hiểu không? Đó quay ngược lại là y chang. Hay không? À vậy đó hả? Giúp đỡ vợ chồng em nghe, mới tới có gì vô. Bán đi, vợ đâu có sao. Sao đâu, phải bán đi ở đây. Dạ, cảm ơn. Dễ thương quá ha. Bán đi mình. Thấy có vẻ nhộn nhịp chắc có tiền rồi đúng không? Trái cây dạ. Mới dọn lê bán hả? Mới dạ, có dạ. Kê luôn. Tiền bảo kê đâu?
Anh ơi, người ta mới dọn tới, người ta chưa bày. Mày dẫn ra chỗ khác. Đi ra. Anh giờ không lỡ. Ông ấy lấy trái cây giờ cúng. Dạ. Tao không có lấy cái này nha. Tao cần tiền bảo kê. Ủa, anh là ai mà tiện vô tôi tiền bảo kê tụi em vậy? Đó. Đây là anh Nam Gò Mã đó. Bảo kê khu này. Dạ. Mày nghe chưa? Dạ. Anh. Dạ. Liệu mà đưa tiền bảo kê không nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Anh Nam à. Sao? Ở đây tụi em buôn bán. Mày có chưa? Không có lời bao nhiêu anh Nam, đừng có làm như vậy. Có chưa? Tụi em thực sự là chưa có bán được anh Nam à. Không có tiền đúng không? Dạ không. Không có tiền đúng không? Dạ không dạ, à. Đúng rồi. Không có tiền đúng không? Dạ không à. Anh Nam à, ông anh. Dũng Quách, tao đây. Đừng có nằm. Chứ anh đâu có phải là người đâu. Tao thích gì vậy rồi sao? Anh phải làm gì nữa, đừng có chết anh em coi. Tao thích mày làm gì tao đó. Đây. Ông kìa. Dừng lại. Tại sao? Tao có cho mày quýnh không? Tại sao mày quýnh á? Sao? Anh ơi, xin lỗi. Tụi bay đánh tao hả? Nè. Đánh tao là phải chết, đánh cho chết nghe chưa? Còn đánh tao mà để tao đi cấp cứu, tao trở lại, tao quậy tụi bay tiếp. Thì chứ anh có phải con người vậy đâu. Tại sao giờ anh em xuống quán vô có lời lòng cắt bàn đâu. Anh phá làm sao? Bởi vì ta không muốn tụi bay khổ nữa. Anh nói vậy là sao nhau? Tụi bay nhìn cái chợ đi. Tụi bay nhìn cái chợ đi. Người ta đã giải tỏa hết rồi. Người ta đưa qua khu chợ mới. Tại sao tụi bay không qua? Tôi không muốn qua. Thì giờ tôi quyết cái chợ này. Tôi quyết cái anh em. Anh Nam quên rằng một điều. Chính anh dẫn tụi em đến đây, tập tụi em bán buôn, tập cho em sinh sống. Bây giờ anh nói vậy là sao? Với lại bên cái chợ bên kia, người ta thu tiền cao hơn bên đây. Làm sao tụi em có tiền á anh? Anh nhìn đi, có ngày nào tụi em bán được không? Được. Tất cả tiền này là tiền thu bảo kê từ bữa giờ. Cầm đi. Qua khu chợ mới mà bán. Tụi bay còn trẻ mà, tụi bay còn sức khỏe mà. Tại sao cứ sợ như vậy? Cứ bán như vậy. Tao sống bao nhiêu đời người ở đây, tao biết. Tức ở đây mọi người sống không khá nổi. Tao nói được rồi. Tụi bay muốn đi ở, tùy tụi bay. Anh Nam, anh đi đâu á? Tụi em đi đó. Tao không đi được. Bởi vì ở đây tao còn vợ con tao nữa. Tao không bỏ mảnh đất này được. Còn tụi bay còn trẻ. Tụi bay nghe tao đi, tụi bay đi qua đó đi. Anh Nam à, hôm nay là đêm giao thừa. Sáng giờ tụi em không bán được bao nhiêu á. Anh ráng anh giúp cho tụi em. Tụi em bán chút xíu nữa, ráng kiếm tiền để cúng giao thừa nha anh Nam. Một đêm cuối thôi. Được. Rồi, vui lên mọi người. Ai? Đây nè, bây giờ có bông hết rồi nè. Có bông hết rồi trên nè. Đây nè, bông nổ không có sao hết nè. Trái cây mình ơi. Đây nè, đem ra cuốn bà này chứ. Đem ra cuốn bà này nè các bạn đó rồi. Đốm nhan đi nè. Đây, có cái gì chơi cái nấy thôi anh em ơi. Tao có hùng cho tụi bay một thứ. Nhưng đêm giao thừa, đây là cây pháo bông. Để đón giao thừa. Nào, đốt lên đi. Giao thừa rồi. Hôm nay xuất hiện một chàng trai mặc quần ba màu, rất thấy cưng ra đọ nhảy. Thực sự là cái phần góp mặt của em hôm nay đã đem về một cái không khí nó rất là dễ thương. Và khai thác được lợi thế của Lạc Hoàng Long, khai thác được cái khả năng của Thanh Tân là đọc rap nữa. Coi xong mình cảm thấy nó ấm áp trong mùa xuân này lắm. Một cái tình người, một cái tình anh em nó tràn về. Ngắn gọn, xúc tích thôi, lai đầm. Cảm ơn chị Nam Thơ rất nhiều. Chị Kiều Linh, em thấy chị vỗ tay rất là nhiệt liệt. Bây giờ vẫn chưa tắt nụ cười của mình. Đối với Linh, đây là một cái tiểu phẩm rất là dễ thương. Những cái miếng hài các bạn thả ra rất là duyên dáng, rất
là thích cái chỗ mà đọc rap. Riêng Lê Nam thì chị không nói rồi, cái độ duyên và độ khùng vẫn như ngày xưa mà còn tăng chút đỉnh nữa đó. Đây là một cái tiểu phẩm đơn giản, nó không có gì là phức tạp. Cái kết nó làm cho mình cảm thấy mình ấm áp tình người. Cái tiểu phẩm này làm cho Linh gợi nhớ lại ngày xưa của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không hiểu tại sao mà có thể suy nghĩ được một cái bài rap mà nó đơn giản, hài hòa như vậy. Hài hòa luôn hả? Rất là hài hòa luôn á. Khỏi cần học. Đối với em là em phải học á, tại vì em đâu vô nhịp được đâu. Em thuộc bài cổ trương nhưng mà em không đọc rap được. Đâu biết đâu được, biết đâu được. Thật sự là một diễn viên hài á, mỗi lần vô tâm lý rất là sợ khán giả họ không cảm được. Nhưng mà ngày hôm nay á, anh em thì rất đàn ông. Mấy anh diễn tâm lý em rất là thích luôn và em hy vọng những số sau cũng sẽ có những cái tràng cười như vậy và những cái màn tâm lý như vậy. Rất thích. Xin cảm ơn Vũ Ca rất nhiều. Khen Lê Nam đang có một những kịch bản dễ thương, không có bị căng thẳng như từ trước. Rồi anh Nam hôm nay diễn nó rất là bất ngờ, rất là ngầu rồi. Nói chung là nó ngầu đấy, nó ngầu, nó đàn ông bộ tôi đàn bà. Hy vọng là sẽ được xem anh Nam một cái tiết mục nào đó nó khác hơn nữa, giống như cái tiết mục mà ở hai cái cabin mà cáp treo á, cái đó nó lạ và nó hay lắm. Còn mấy cái bạn mấy cái ghế thì quen với anh Nam quá rồi thì mình đòi hỏi anh Nam phải khó hơn xíu, nó lạ hơn xíu đi. Nhưng mà kịch bản hôm nay thì rất là dễ thương. Bạn nào cũng có đất diễn hết, nó có hài, có bi, có mà tiết tấu rất là tốt. Anh Vũ thấy các bạn rất là có duyên cái phần mà hài kịch, sau đó chuyển qua cái chính kịch á, nó rất là ngọt, nó không có bị sượng. Đây là một cái đội mà phải nói là nặng ký trong cuộc thi này đó, và anh hy vọng ở tụi em rất nhiều. Cái thứ nhất, chị thích cái cách dàn dựng mạng miếng hài, những cái mạng miếng mà em đưa rap ra để thách thức Long làm lại, đó là một cái sự thông minh, cái ý, cái ngầm chị thấy và chị rất là thích, bởi vì nó rất là thâm thúy. Cái thứ hai, tất cả các nhân vật ngày hôm nay chị thích, ngày hôm nay chị lại thích Tâm. Tôi nghèo nhưng tôi không có hèn. Cái ý nghĩa của kịch này chị rất là thích. Chị hy vọng là với cái vở kịch này ít nhiều người ta xem và người ta sẽ nhớ trực lại, ô, trong cuộc sống dù vội vã, dù kiếm sống thì còn cái tình người nữa. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thì cái điều đó rất là cần thiết trong cái thông điệp ngày hôm nay. Chị rất là thích. Cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh rất nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng cho nhóm Hey Man, những chàng trai đã có một kịch bản rất hay. Và số điểm của nhóm Hey Man sẽ được giữ lại vào cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm tiếp theo nha. Ủa? Ê! Mày làm gì mà mày kéo tao qua nhà ông Năm vậy? Trời ơi! Không nhớ tháng trước nhà ông Năm trúng số hả? Ồ ha! Nhớ đó, bây giờ ông Năm phát từ thiện, muốn cái gì cũng được cái đó. Bây giờ có ba đứa mình là xin được gì xin liền đi. Không có nói ai hết nha chú. Không nói hết, giờ kêu ông Năm nha. Nhân dịp năm mới, xin chúc bà con năm mới an khang vui vẻ. Dù thất bại hay thành công, dù ăn tiệc hay đang ở nhà, dù là già hay là trẻ, dù là rồng hay là tôm, hay uống trà đá, dù hút thuốc lá hay là không, dù lông bông tay đi bộ, dù bóng lộ hay bóng đèn, dù là hèn hay là sen, thì năm mới sung sướng. Xin chúc quý vị cầu phước được phước, cầu tài được tài, trăm năm hạnh phúc và vạn sự như ý. Nguyên làng có ba con năm chúc ai chứ? Chúc bà con hàng xóm. Không có ba đứa con hả? Nè, ba đứa con đừng nói nhiều. Quà quà ba đứa con thôi nha. Nè, ba bé bùm bê. Nghe nói là ba bé trong xóm là nghèo nhất đúng không? Dạ, dạ nghèo. Tết năm nay ông Năm trúng số, ông Năm ăn Tết lớn sẽ tặng quà luôn cho ba đứa. Dạ. Đem quà ra đây. Quà có ba đứa mình thôi. Xếp hàng. Tặng cho con. Tặng cho con. Tặng luôn cho con. Ôi. Vô đây đi nào. Woo. 500 cái bánh tét. Wow. 500 cái áo mới. Wow. 501 cái hồ bình lộn. Vậy chừng nào mới được lãnh? Năm sau lãnh. Kỳ quá, trúng số rồi, có cái vậy không mà không có hiện vật gì trơn á. Kỳ cục quá à, ông Năm kỳ quá à.
gì la dữ vậy hả? Trời đất ơi, nói bà con nghe nè, cái dòng mà mới phất lên vào đó là màu chứ không có đồ đâu cho, đâu có được như tôi. Nè thằng trai già kia, tôi cầm micro nói lớn thẳng vô lỗ tai cho cha nghe nè. Nghĩ sao vậy? Tết nhất phải đặt bước ra áo đỏ pháo hồng, coi chừng pháo nổ ruột thòng tới chân. Hay quá! Ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm. Nè nè, cha mập, nói cha mập nghe, mới vô mà thơ đã rần rần, mà trong câu chữ có phần kém sang, thà tôi chết giữa rình rang còn hơn chết bởi mở tràng thần kinh. Quá hay! Ông Tư, ông Tư, ông Tư, ông Tư. Nói ra thật bất thình lình, làm thơ một cái đứng hình luôn ta. Miệng mồm thì rất điêu hoa, răng dư lợi thiếu chìa ra bên ngoài. Quá hay! Ông Năm, ông Năm, ông Năm, ông Năm. Ba cái con cúp bế tăng động. Nghe ông Tư nói lại nè. Nè ông Mập, răng càng nhiều à sống càng dai, đỡ hơn kiếp lợn đầu thai có ngày. Ở không đứng đó nói hoài, tự nhiên dâu thừa Tết đến rồi không dọn đồ để cúng ông bà. Đi 23 tháng chạp đó ông Táo về xuống hôm 9 đón ông bà về cúng, cầu nguyện cả năm mình ăn lành. Chữ qua chữ lại chắc cả năm ăn lành, hiểu không? Trời. Mệt chưa? Chưa có mệt mà bí văn tạm thời ngưng thôi. Trời ơi! Mỏi lên lên! Tưởng gì? Nè, nói cho mày biết, năm nay nhà tao ăn tích lớn, tao trúng số, tao lì xì tất cả bà con ở đây, mỗi người 50 ngàn. Trời, 50 ngàn. Bà con qua đây, ông Tư này lì xì cho mỗi người 100 ngàn. 500, 500. 700. 1 triệu, 1 triệu. 10 triệu. 15 triệu. 16 triệu. 17 triệu. 18 triệu. 19 triệu. 20 triệu. Lên giá quá trời mà sao đứng yên không chịu chạy vậy? Chốt giá đi. Trời. Được. Chốt giá. Hồi nãy ông 20 triệu chứ gì? Đúng. Tôi 21 triệu. Trời. Nè, ông 21 triệu hả ông Năm? Tôi chốt giá chơi lớn luôn ra. 30 triệu. Ôi, ông Tư. 30 triệu. 30 triệu là lớn lắm luôn á. Trời, con không biết. Ổng đang cái cơn mà cương tiền, con hiểu không? Bây giờ thí dụ mà đưa 30, ổng cứ lên 31, 32, lúc đó mình nhường ổng mình đâu có tốn tiền. Ôi, hay quá. Ông Năm, đừng có làm mày quên. Tôi là 30, ông bi nhiêu? Lên. Lên. Bi nhiêu? Lên. Lên. Bi nhiêu? Lên. Lên. Bi nhiêu? Tôi thua. Nhiêu? Mời ông trả. Ba chục triệu. Trời ơi. Làng này 100 người, mỗi người 30 triệu là bao nhiêu? 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Thôi. Ủa mắc cười quá à. 3 tỷ bạc thôi mà. Đâu có lớn lao gì đâu. Người lớn nói là làm. Trừ khi nào mà mình bị tai nạn mất luôn trí nhớ, mà thực hiện lời hứa của mình thôi, hiểu không? Không có bao giờ mà. Ủa? Tao. Tôi là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì đây vậy? Còn lắm lắm. Thật là sắp đặt. Sao? Nè, ông mất trí nhớ hả? Mà không nhớ cái gì hết. Ông còn nhớ vụ 3 tỷ không? 3 tỷ là cái gì? Ông còn nhớ nhà này của ai không? Nhà thằng nào con nào ai biết? Vô nhà nó ở. Nhớ rồi. Nhớ là tôi thứ năm bể ở kế bên nhà ông. Đang nói cái gì mà mấy tỷ nè. Nhớ chưa? Nhớ. Chắc chưa? Nhớ hết rồi. 3 tỷ. Mất trí nhớ nữa rồi. Mất trí nhớ tạm thời hay sao không nhớ gì? Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ơi, ai không biết ông này là ông Tư Kẹo. Ông Kẹo ông mới giàu, bà đặt 2 ngàn cũng cho, bà đặt cho 2 tỷ. Nhờ tôi tiết kiệm, nhờ keo kiệt vậy mà từ từ giàu lên, của ăn hoài không hết. Còn hơn cái thứ của ông á, mới trúng độc đắc mà làm phách, tôi dần phá sản có ngày đó. Trời ơi nè, tiền nó trúng độc đắc tôi lo cho con trai tôi. Năm nay nhà ông Nam ăn tích lớn, bởi vì sao? Con trai ông Nam trên Sài Gòn về. Bây giờ như vậy, xíu con trai tôi về,
tôi cho bà con mỗi người 1 triệu. Ôi, con trai tôi trên Sài Gòn, nước mơ làm diễn viên, một tí xíu nó về đây bà con làm fan hâm mộ của nó, tôi cho mỗi người 1 triệu. Khoan khoan, xí, con đâu biết nó làm gì đâu, tự nhiên fan hâm mộ lần sao? Trời đất ơi, bây giờ nó chưa nổi tiếng, nó mới bước một chân vô vùng trời nghệ thuật thôi, bây giờ tụi bay phải làm fan hâm mộ nó. Rồi, đứa một cái rồi vô nha. Giờ tôi rành mấy vụ mướn fan này lắm. Ok, tôi làm trưởng fan sắp nhỏ cho. Tôi cho ông 3 triệu. Ok ok, bây giờ ví dụ như là cái đấu nhọn nhọn này nha, dấu nhọn nhọn này là cái vùng trời nghệ thuật nha. Ai vùng trời nghệ thuật? Con trai tôi bước vô là la tên nó liền nha. Rồi tôi là nó nè. Rồi chỉ ví dụ phải không? Tản ra rồi, bình thường đừng sắp đặt nha. Con trai tôi về cù tí cù tí cù tí cù tí cù tí. Cái gì nhìn cù tí, không có diễn viên nào mà tên vậy quê mùa, không lên Sài Gòn không có diễn viên nào tên cù tí, diễn viên nào tên Nguyễn Kiều Cẩm Thơ á bà. Diễn viên tên là phải sang, nó tên là Lý Hạo Mạnh Quỳnh. À trời ơi, có biết Lý Hạo Mạnh Quỳnh, nhớ chưa? Nhớ rồi, Lý Hạo Mạnh Quỳnh nha. Lý Hạo Mạnh Quỳnh về đây. Dạ, Lý Hạo Mạnh Quỳnh xin kính chào tất cả mọi người. Ủa sao ông la tên đó? Nó chưa bước vô vùng trời nghệ thuật. Con. Dạ. Bước lên một bước. Bước lên một bước. Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh. Ủa sao không ai kêu tên tôi hết vậy? Người ta đang dùng chề nghệ thuật, ông bước vô thành dùng chề bình yên luôn. Quỳnh đó. Trời ơi, bà nhớ con thiệt con ơi. Con cũng nhớ ba nữa. Bà có vui khi thấy con về không? Bà vui lắm, 6 năm trời mày mới về mà. Mà hôm nay nha, không những con về một mình đâu, con còn dắt theo bạn gái của con nữa. Bạn gái? Dạ. Bạn gái? Trời ơi, con trai tôi có bạn gái. Trời ơi. Dạ có. Bạn gái con làm nghề gì? Dạ bạn gái con là ca sĩ, chuyên hát nhạc Obera. Dạ tại bệnh nghề nghiệp, bạn gái lúc nào cũng hát hết trơn á. Bệnh nghề nghiệp hả con? Dạ. Rồi tội nghiệp nhỏ kia bị đè không biết dần sao rồi. Trời đất ơi. Đây là ba anh, chào ba đi em. Chào ba. Chắc chữ ba khó nói lắm ha. Thôi chào chú Tư đi em. Chào chú Tư. Con tên gì? Hà Bá. Ai chị, chị đàn bà con gái tên Hà Bá gì vậy? Ê, chú Tư. Trời ơi, không có phải, không phải tên Hà Bá. Chứ tên gì? Bạn gái con tên là Hà thôi. Hiểu rồi. Hồi nãy tôi hỏi tên gì. Dạ. Chắc nó trả lời là Hà Bá. Mà nó Abira nữa là Hà Bá. Dạ đúng rồi. Ba ơi. Cái gì? Ngày hôm nay con chở về đây. Sao? Con gặp được ba con vui quá à. Trời ơi, ba kêu mày về mà ba phải nhất quyết kêu mày về. Cái con gì? Thắc mắc một điều nha. Cái gì? Trước đó ba đâu có gửi tiền cho con đâu. Mà cách đây vài tháng ba gửi cho con một số tiền thiệt là lớn. Ba còn kêu con là sắm sửa quần áo này nọ đi. Để chi vậy ba? Ủa mà đâu ra số tiền đó? Trời ơi, ba trúng số độc đắc. Mua tí tố. À có cách rồi. Em cầm này đi. Dạ đúng rồi. Ê. Cái này là cái tai nghe. Cái này là cái micro. Tự hát nó tự nghe luôn. Trời ơi. Ê con kìa. Tao thấy con bé đang cô đơn trong nền nghệ thuật đó. Con ơi con. Dạ. Trời ơi, con lên ba dạy con nào. Trời ơi. Bạn gái coi vậy chứ tốt tính lắm. Thôi nói chung là con của ba con thích là được. Hôm bữa ba nghe con nói á, là con ước mơ muốn làm diễn viên. Mà bây giờ có ông đạo diễn nào ở nhờ con quay phim đúng không? Kêu ổng về đây quay phim. Ba cho tiền. Dạ
Con có kêu rồi. Kêu rồi đúng không? Mọi người đang đứng ở ngoài đợi á. Kêu ông đạo diễn vô đây. Dạ, kêu vô luôn hả ba? Kêu vô. Kêu vô. Dạ. Anh đạo diễn ơi, vô đi anh ơi. Giới thiệu với ba với chú Tư, đây là anh đạo diễn nổi tiếng nhất. Đây là người quay phim tài năng nhất. Anh đạo diễn này đến từ Hollywood. Anh này mới hay nè. Anh này anh đến từ cái đất nước là Goodly Ho. Cái gì? Goodly Ho. Ê ngộ hả, đứa thấp cớp, đứa ho lao, đồng phim gì bệnh không à? Hey, mấy cái đó là địa danh bên nước ngoài thôi. Ở bên nước ngoài. Trời ơi, tôi nổi tiếng ở bên nước ngoài lắm. Những mối cảnh tôi quay toàn là ở nước ngoài không. Ví dụ cảnh ăn cá lóc quay ở Bangkok. Ăn thịt kho quay ở Singapore. Đặc biệt ăn bánh tét quay ở Bangladesh. Ba cái đâu quay cảnh nước ngoài là bình thường. Cái cảnh đắt nhất mình dành về Việt Nam mình quay. Cảnh gì? Cảnh ăn cá nục. Ở đâu? 18 tầng địa ngục. Làm phim mà xạo xạo không. Nào lao không mà mày biết quay phim thiệt không? Thiệt, tôi biết quay phim. Nhưng mà bây giờ bắt đầu liền chưa? Bắt đầu liền quay. Rồi. Bắt đầu liền. Nhưng mà phải đưa tiền trước cho tôi. Ủa? Đưa tiền hả? Ừ. Bao nhiêu? 200 triệu. Anh ơi anh, cái gì sao mắc vậy? Hôm bữa trên thành phố anh kêu với em có 2-3 triệu mà. Trời ơi em ơi, em phải biết một điều á, anh phải đưa cho người ta nữa. Phải lót đường cho người ta, rồi người ta mới đưa sản phẩm của em lên. Câu. Bài ba. Để ba. Để ba được. Sao? Làm không? Cậu ráng, cậu quay cái phim thật là đẹp. Ừ. Cậu gửi cho nhà sản xuất. Ok. Cho con trai tôi được chọn vai nha cậu. Rồi. Đây. Bài ba mà mắc quá. Bây giờ ở đây có 50 triệu nè. Rồi. Giữ đi. Quay xong, tôi đưa thêm. Rồi, ok, bây giờ máy xuống, xe máy. Ok, xe dạ. máy. Khoan, ai đóng vai người ba? Dạ, ba em đóng vai ba. À, tôi đóng vai ba. Ông đóng vai ba. Ừ, cho ông vai đóng với. Ê, ông này, ông bạn tôi, cho ông vai đi. Cũng được. Vai phụ thôi nha. Ờ, thì làm vai phụ thôi. Bà bối cảnh gì? Bối cảnh là ở sân bay. Cái cảnh này á, là người ba tiễn người con ra sân bay đi nước ngoài. Ok. Diễn viên chuẩn bị. Rồi. Máy chạy với tôi. Máy chạy. Diễn. Ông đóng vai gì vậy? Tiếp viên hàng không. Trời ơi. Hãng hàng không Khan Airlines xin kính chào quý khách. Chuyến bay mang mã số B613 di chuyển tới chung kết Cuộc Thi Vị Trí Lâu Hỏi 2017 đã sẽ bắt đầu bay vào lúc 5 giờ chiều nay. Xin kính mời quý khách có mặt tại cổng A số 25 vào lúc 4 giờ rưỡi để khởi hành chuyến bay của mình. Bye ba. Chuyến bay của con sắp khởi hành rồi. Con đi nha ba. Quỳnh à, con lên Sài Gòn, con nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ giữ sức khỏe nha con. Dạ. Ba ơi ba, ba làm gì kỳ vậy? Ba hôn con vậy, con lớn rồi, người ta nhìn kỳ lắm. Trời ơi, mày là con của ba mà, mày lên Sài Gòn mấy năm ba nhớ hơi mày lắm, cho ba hôn một cái nữa. Thôi mà, ba ơi ba, con muốn đâu, đừng mà. Mày buông con ra coi. Đừng, ai da. Buông đi ra, đi ra. Làm gì vậy? Tự nhiên cái đội hung ta. Hai anh đừng nói gì nữa. Hai anh đã bị bắt. Ủa ông là ai vậy? Tôi là an ninh sân bay. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Xí đi, cắt đi. Làm gì vậy? Sao dai tùm lum tùm ta là gì ba? Thì giao tôi dai quần chúng. Tôi phải tự kiếm đất diễn của tôi được nhiều chứ. Trời ơi. Bây giờ vậy nè. Sao? Có thể nào mình đừng quay kịch bản của anh không? Không quay kịch bản này, quay kịch bản nào? Quay kịch bản gia đình em đi. Là em có kịch bản rồi đúng không? Dạ đúng. Ừ, em là nhà sản xuất, chủ đầu tư mà muốn làm thì làm. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị. Chuẩn bị đi. Bà ráng giúp con nha. Lần này phải một tết ăn ngay. Nhưng mà ba đâu phải diễn viên đâu, con kêu ba diễn mà biết gì ba diễn. Trời đất ơi, ba đừng có lo. Ba chỉ cần làm những gì mà hàng ngày ba vẫn làm là được. Vậy nha. Hàng ngày tôi làm à? Hàng ngày tôi làm là ba ngồi ba chờ con góc này nè. Vậy ba làm gì đó đi. Rồi. Lúc đó không có tôi về vô. Rồi, tất cả mọi người chuẩn bị. Máy chạy. Diễn. Ê, chà Năm, bộ nhớ con nữa hả? Ừ. Ngày nào cũng nhớ. Tôi nhìn tôi biết liền à. Cứ mỗi lúc mà ông nhớ đó là chiều á, ông lôi mấy bộ đồ của thằng nhỏ từ hồi năm nào đó, nhìn hoài không biết chán à.
Tôi nhớ nó. Mà nó lên Sài Gòn lâu quá, giờ không còn mấy bộ đồ này, giờ sao nhớ tới nó giờ. Cái áo sơ mi này nè, trời đất ơi, hồi năm 18 tuổi nó mua đồ thun mặc nó đâu chịu đâu. Tôi phải mua cái áo sơ mi này cho nó mặc nó mới chịu, nó lớn rồi, trời đất ơi, thanh niên mà. Tôi mệt ông quá ông Năm ơi. Ông nói con ông bây giờ làm diễn viên nổi tiếng, nó lên Sài Gòn làm diễn viên rồi, nó làm người nổi tiếng, nó phải có thiệt là quần áo mới thiệt nhiều, đẹp, lộng lẫy để nó mặc. Nó đâu cần mấy bộ đồ cũ mềm của ông nữa ông Năm. Ông nói kỳ ông nội. Nó lên Sài Gòn nó không được làm diễn viên nổi tiếng như người ta đâu, nó ước mơ thôi. Tôi nghe kể nó lên nó đóng quần chúng, rồi nó làm vai phụ, cực khổ lắm. Cực khổ gì á? Ông có đứa con trai duy nhất à, làm gì làm, bao nhiêu mùa Tết trôi qua rồi, nó có về đó thăm ông đâu. Tôi cấm nó về. Mắc gì cấm nhỏ? Nó không có tiền, nó lo cho nó, mà lâu lâu gửi tiền về lo cho tôi nữa. Thôi về đây mắc công lắm, nó trên Sài Gòn làm ăn đi, có tiền thành công mà về cũng được. Chắc giờ ông mong nó về lắm ha. Ví dụ như mà giờ nó về một phút thôi, tôi lại tôi ôm nó một cái cứng ngắc, rồi nó đi cũng được. Cha thương kể nhiều lắm. Con về rồi. Niềm thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng câu cách thời trường. Ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thơm lừng. Những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói. Con giờ mày mới về. Mẹ kể ngày xưa thời đấy trong mẹ. Nào giờ con cứ nghĩ ước mơ của con ở đằng xa kia, thì con phải lên Sài Gòn, con phải bỏ lại những gì cũ kỹ ở đây để đạt tới ước mơ của mình. Cho tới khi con đi rồi, con mới biết là mình sai rồi đúng không ba? Con đã quên mất một điều. Nhà là đây, và ba chính là Tết của con. Đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả đời với cha chỉ sống để yêu. Hay quá! Vút tác xả dài đây cắt. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa. Ê, giọng con này cất lên tao cạn nước mắt luôn á. Ô cậu, rồi nó diễn được không? Nó diễn hay lắm. Ông giữ cái tiền đi, tôi không lấy tiền. Cậu giữ, cậu lo cho con trai tôi chứ cậu. Thôi không, bây giờ tiền không có cần lót tay hay gì cho người ta hết. Con không có thực lực, nó tự đi được. Nó giỏi. Nghe người ta nói chưa? Nó nói con trai đâu diễn giỏi. Con ơi, người ta khen con diễn giỏi. Con diễn giỏi quá con ơi. Con diễn giỏi quá. Bà, hồi nãy con không có diễn. Con lấy tâm lý của một đứa con xa cha mình 6 năm trời, giờ mới trở về. Nếu sau này con có được may mắn, con đứng trên sân khấu hay là đứng trước ống kính, thì con sẽ là một diễn viên. Còn khi về đến nhà, con vẫn mãi là thằng nhóc con của ba thôi. Đây đó ơi! Bà con ơi! Ông Năm năm nay anh tên lớn rồi! Bà con trai tôi nó về rồi! Ông Tư! Ông nghe nói vừa là nó nhớ tôi! 6 năm qua là nó chờ tôi nha, chứ không phải mình tôi chờ nữa! Biết rồi! Con tôi về rồi! Tết về với nhà tôi rồi! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn Nhóm cũng đông tí hơn. Cái cảm nhận của tôi lúc này là tôi thấy các bạn tệ lắm. Mùng 1 Tết mà các bạn cho tôi khóc quá trời khóc các bạn. Nhưng mà tôi thích. Nó hay quá Khánh ơi. Em mời em Gia Bảo ạ. Coi tiếng mục này khóc chịu không nổi luôn á. Không, phần đầu cười dữ lắm. Cười thật là nhiều. Tại vì các bạn rất là dễ thương. Nó hay vô cùng luôn á. Thử một lần nào đó mà mình đừng có đi coi pháo bông mà mình ở nhà mình đón Tết với cha mẹ mình á. Đúng 12 giờ bon một cái, mình ngồi mình mời cha mình một chén trà, mời mẹ mình một miếng mứt. Nghĩ cái đó nó đẹp, dễ sợ luôn. Thì cái kịch bản này phải nói là quá hay. Cười thiệt đã mà khóc cũng thiệt đã luôn. Và đặc biệt ngày hôm nay anh rất là thích Quốc Khánh. Em trụ được, em lôi người ta đi cười được. Em chuyển một cái là người ta khóc liền. Cực kỳ tuyệt vời, anh rất là thích tiết mục này. Chúc mừng cho em. Cảm ơn nghệ sĩ Gia Bảo. Đối với em thì cái tiết mục này nó ý nghĩa vô cùng. Tại vì em đã từng trong cái hoàn cảnh đó. Gia đình lúc nào ba mẹ cũng là một cái nơi, một cái chỗ dựa vững chắc và một cái động lực, một cái niềm tin cho mình và luôn ủng hộ mình. Mặc dù mình chưa thành công nhưng mà họ luôn đứng sau ủng hộ mình. Khi mà em chưa thành công thì gia đình em vẫn luôn ủng hộ em, chưa bao giờ có một tiếng than nào hết. Vậy là bây giờ thành công rồi, vậy là Tết năm nay tụi mình sẽ được lì xì. Dạ. Cảm ơn diễn viên Buka. Em mời chị Kiều Linh. Linh cảm ơn các bạn đã đem lại cho khán giả cũng như bản thân Linh một cái tiểu phẩm nó quá xuất sắc và nó rất là ý nghĩa. Thật sự mà nói, từ nhỏ Linh đã không được sống gần ba. Tình cảm mà ba dành cho Linh cũng không có, mà Linh dành cho ba thật sự cũng rất là ít. Nên khi mà coi những cái gì mà liên quan về cha thật sự là rất ít xúc động. Nhưng hôm nay các bạn đã làm cho Linh cảm thấy rất rất là xúc động luôn. Quốc Khánh, em diễn rất tuyệt vời. Em giống như là em là em trong đó luôn, chứ em không cần phải diễn xuất. Mấy em làm cho Linh cười đó rồi Linh lại khóc đó. Phải nói là một vở diễn quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Xin cảm ơn chị Kiều Linh. Cảm ơn Kiều Linh. Chắc chắn là chị sẽ không coi lại tiểu phẩm này một lần nào nữa Khánh. Buka nói đúng, tâm lý tất cả những người từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp đều muốn mình thành công thì mình mới trở về cho ba mẹ vui lòng. Khi của em, tụi em lật lại một câu chuyện rất hay, một cái ý là không cần lót tay. Con của chú có thực lực, nó sẽ tự đi lên. Và chị tin là nhóm của tụi em cũng sẽ có thực lực và đi vào chung kết. Lai động. Cảm ơn diễn viên Nam Thư. Lâu lắm rồi mới có một tiết mục hài, phải nói là mãn nhãn á. Thú vị vô cùng, hài ra hài, bi ra bi. Những cái từ ngữ mà em dùng thơ, văn, đồ đó rất hợp lý, đâu vô đó gọn gàng. Một tiết mục phải nói rằng là tuyệt vời. Và khen tất cả mọi người, ai cũng duyên dáng hết trơn hết trọi á. Xin cảm ơn nghệ sĩ hài Anh Vũ. Thường thường năm mới á, các em sẽ thấy các cái liễn rằng là chúc mừng năm mới. Nhưng thường hai cái liễn ở quê á, sẽ để là Tết đoàn viên, Tết sum họp. Khi một con người dù thành công ở mức độ nào, nổi tiếng hay chưa nổi tiếng, thì cái sự hiếu đạo đó là cái cốt lõi nhất của con người Việt Nam nói chung và người châu Á nói riêng. Thì cái điều đó là cái điều mà hiện nay cũng đang thiếu. Cha mẹ muôn đời thì thương con cái, con cái vẫn thương cha mẹ ghê gớm lắm. Nhưng còn nhiều, nhiều thứ vì cái cuộc sống ngày hôm nay. Thì cái kịch bản này chị nghĩ rằng là sẽ lai động, sẽ nhắc cho người ta. Dù có bộn bề công việc, dù có như thế nào thì ba ngày Tết hãy về với nhau. Có thể trong năm không về được thì cũng ráng một hai ngày. Em biết không, nhiều khi chị là dân miền Tây mà cuối năm thì chị cũng đi về. Nhìn những cặp người chở nhau trên chiếc Honda để về sum họp, lần nào trước là bia, rồi trước là bánh trái. Chị dừng lại và chị nhìn thiệt là lâu. Cái đó nó đẹp, đẹp vô cùng, rất là đẹp. Và đó là cái đạo đức, cái hiếu đạo của người Việt Nam mình. Đó, cho nên cái kịch bản này chị thích. Một lần nữa xin cảm ơn ban giám khảo cũng như là ban cố vấn rất nhiều. Một cái thông điệp rất là hay, dù ở đâu làm gì chúng ta cũng hãy quay về, bởi vì hạnh phúc nhất vẫn là Tết đoàn viên, đúng không? Và một lần nữa xin chúc mừng nhóm Khủng Long Tí Hon. Hay quá, cái tiết mục này là cái tiết mục gì Út? Dạ cái này là tiết mục ảo thuật Tết đoàn viên anh hai. Tết đoàn viên vậy ba anh em mình đây còn ba đâu? Ờ đúng rồi. Ba là người lớn là em phải mời ra chứ em không có biến ra được. Để kêu ba nha. Rồi. Đi. Ba ơi. Phải có ba mới duyệt chứ. Mời ba ra ba ơi. Dạ. Ủa? Ba đi từ từ chừng té nha ba.
Trời ơi, con nói rồi mà ba. Ê ba, đi ba, từ nha ba. Dạ. Kéo ghế lên ba ngồi anh. Dạ, ba ngồi đây nha ba. Đó, dạ. Ê Út Út, mày nói chuyện với ai vậy? Trời, ba đang ngồi đây hôm nay không thấy hả? Ê mày khùng nha mày. Hôm nay mùng 1 Tết nha, ba còn sống chứ không phải chết đâu. Mày nói chuyện như hồn ma giúp dữ vậy? Thì ba còn sống, ba đang ngồi đây nè. Trời, anh nói ba hồn ma, ba nghiến răng, ba giận anh kìa. Đây, rớt đồ ba ơi. Rớt dạ. Gì vậy? Hàm răng. Trời. Tao nói mày nghe nè, từ cái ngày mà nó diễn ảo thuật nha, cái đầu óc nó sao sao á, nó trên mây không mà nó có triệu chứng dữ lắm. Ê, ba hỏi là ai có nhìn thấy ba không kìa, ba nói là chỉ có những người thương ba mới nhìn thấy ba đó. À, thì thấy. Ba đâu? Ba ngồi trên ghế kìa. Ba qua đây nằm rồi mà anh nói ba còn ngồi ghế kìa ba. Ôi tao thấy mày khùng quá rồi, mày đừng có diễn gì hết, đi khám bác sĩ đi. Đi lên bệnh viện khám gấp. Lên bệnh viện là hai anh đó. Cái gì? Coi nè, đây. Nó khùng lắm rồi. Đây, hả? Ba. Trời ơi ba. Trời. Ba. Tụi mày vui xong chưa? Dạ, con xin lỗi ba, tại vì cái tiết mục này con nhờ người ngoài, không ai giúp hết, cho nên con phải nhờ người trong nhà. Nhưng mà ba coi trên TV David Copperfield, người ta chỉ giấu người vài giây thôi. Con giấu nửa ngày không cho ăn cho uống, chết đói đi tù nha con. Đúng rồi đó. Dạ. Mày kỳ ngốc. Nhưng mà ít gì con cũng có tiết mục để phụ qua diễn văn nghệ trong sớm. Trong khi đó là hai anh đâu có tiết mục gì đâu. Út nói ba mới nhớ đó, thằng hai mày bước lên. Ủa gì ba? Ngày xưa là má mày đẻ mày cạnh bếp lửa, ba hướng nghiệp cho mày cái nghề múa lửa mà tại sao mình theo nghề khác? Dạ thưa ba, ban đầu á là con cũng theo lời ba, quyết tâm trở thành một diễn viên phun lửa. Nhưng khi con bước chân vô Sài Gòn, con đã đụng phải một vị cao nhân phun lửa, đó là anh Dương Lâm Đồng Nai. Ba biết không, anh phun lửa ghê lắm. Anh phun là từ chương trình này qua chương trình nọ, anh phun cháy hết màn ảnh nhỏ của các hộ gia đình. Đó, bắt đầu nhà đài đã nhiều lần cấm sóng nhưng mà anh vẫn phun. Đó, con mới cảm thấy là con không thể nào bước qua được cái bóng quá lớn của anh ta. Con mới quyết tâm là con rẽ theo một hướng khác. Và bây giờ sau bao nhiêu năm phấn đấu, con đã trở thành một diễn viên hay. Hay quá anh hai ơi. Nói chung là con của ba đó, thích theo nghề gì là ba ủng hộ hết. Rồi bây giờ cái sự nghiệp hài của con nó tới đâu rồi? Không giấu gì ba, mấy năm qua con không về quê ăn Tết là tại vì con kẹt đi diễn hài. Con đã cùng với chị Kiều Anh lập nên cái nhóm hài Đà Lạt Phố. Đó, đi diễn khắp 65 tỉnh thành. Đó, từ già tới trẻ, từ con trai hay là con gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai đang ở trong xã hay ở cùng thôn, nói chung, chỗ nào có người là có tiếng cười của con. Hài kịch là vô địch. Hay quá con ơi. Mấy năm rồi ba đứa chưa có về ăn Tết. Năm nay về là con phải diễn một tiết mục hài thật là hay để cho bà con hàng xóm ở đây coi nha. Nói bà nghe, cái hài nó khó lắm. Diễn đôi lúc nó vui nhưng đôi lúc lại không vui. Nhưng mà với kinh nghiệm con bao nhiêu năm này, con diễn là phải vui. À, sau đây con diễn một cái trích đoạn mà là trong một cái tiểu phẩm nhỏ nhất, mà cái tiểu phẩm này là ăn khách nhất. Con diễn tới đâu cười tới đó. À, ba với hai em coi nha. Diễn đi con. Ngày xưa có một cậu bé sinh ra trong một gia đình rất là may mắn, vừa mất cha mà vừa mất mẹ. Cậu bé vẫn không đầu hàng số phận, cậu bé quyết tâm nghỉ học. Cậu bé xin vô làm việc trong một cửa hàng giao bánh pizza. Một ngày nọ, cậu bé giao bánh ở một chung cư. Trong chung cư có hai vợ chồng đang sống thử. Khi cậu bé giao bánh đến, hai vợ chồng họ xảy ra cãi vã, xô xát và đâm chém lẫn nhau. Cậu bé mới quyết định lấy hết sức bình tĩnh, quay trở về. Và kể từ đó, hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau. Và tiểu phẩm con xin phép. Hai đứa có biết vì sao Tết năm nay ba tháo máy lạnh ra không? Sao ba? Thằng hai nó về đó. Kỳ vậy bác, nó diễn hài lạnh quá. Ồ. Có như nó là phải 3-4 ngựa, còn cái loại máy lạnh ngựa dưới là không ăn thua với nó. Con là con đẻ cạnh bếp lửa, ba thấy con diễn là có lửa đó. Nhưng mà hình như lửa nó đốt cháy hết miếng hài hay sao á. Cho nên nó không có vui. Đúng rồi, anh nên quay lại với cái nghề múa lửa đây, em thấy hay hơn á. Mày nín đi, mày biết gì mày nói hả? Mày làm được cái gì mày làm con coi hả? Thì tôi không có bằng anh hai gì hết. Nhưng mà tôi được cái là nghe lời ba. Ba có nhớ không? Từ nhỏ ba đã dạy con đánh guitar, nên khi lớn lên con đánh trống rất là giỏi. Và hiện tại con đang trong một đoàn xiếc khỉ.
Thằng này duyên dáng mày. À, cái câu đó nói có gì đâu hài đâu mà ba cười. Hai nó nói duyên dáng lắm. Hai đó mà hài, hài. Hài chỗ nào? Thôi anh hai đừng có nóng, nóng máu không lên tới não người anh, nó nhão ra đó anh hai. Người nó nhão ra lên não. Cái câu đó, cái câu đó đâu có gì vui đâu. Câu đó nó vui, nói tiếp đi con. Không, cái câu, để con nói câu đó, để con nói câu đó. Anh đừng có nóng, anh mà nóng là máu nó lên não. Máu lên não là người anh nó nhão ra đó. À, sau đây con xin được nhảy. Ê, nhảy đi con. Vô, hey. Con nhảy cái điều gì vậy? Dạ ném đá dấu tay đó ba. Điều gì vậy anh ba? Ngậm áo con người đó. Nãy giờ là con nhảy cái điệu là nhân tính á, sau đây con được nhảy cái điệu thú tính. Thú tính nó khác nhân tính, ở chỗ là nó phải căng lên. Đó, wow, wow, đó, đó, nhảy, wow, wow, thôi. Xe hốt chó nó hốt ba đứa luôn đó. Tết tết con chó mình phải sổ chứ bà. Tiếp đi, đi anh, tiếp đi. Thôi thôi thôi, bà thấy như vậy là vui rồi. Nhưng mà mình diễn cho bà con xóm mình coi đó, là phải tập lại chỉnh chu nhá. Làm sao mà làm nở mày nở mặt ba đó. Dạ. Rồi, hôm nay thì nhân dịp năm mới, ba chúc ba đứa con của ba có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp. Dạ. Dạ cảm ơn ba. Bây giờ con là con trai lớn nè, con thay mặt mấy đứa em con chúc Tết ba nha. À, mời ba ngồi đây. Ừ, chúc đi con. Dạ, kính thưa ba, người ta thường hay nói rằng đó, hủ tiếu là phải có nước lèo, bánh bèo phải có nước chấm và bò nhúng giấm phải có mắm nêm. À, chính vì vậy mà ba là phải có thêm má, cho nên chúc cho ba là mau đoàn tụ với má. Bà đẻ thằng con nó vừa có hiếu mà vừa có duyên đấy chứ. Nó chúc một hồi tôi mới lên bàn thờ ngồi với bà rồi đó. Ba này kỳ quá, con là diễn viên hài mà con phải chúc vậy nó mới hài chứ ba. Bây giờ con có muốn thấy hài không? Muốn. Chúc đi con. Ủa đây con chúc hả ba? Ủa ba cười cái gì vậy? Có gì đâu cười. Nó diễn cái nét giật mình á. Ba duyên dáng lắm luôn đấy. Chúc dạ, con chúc nha ba. Vô. Tết đến rồi thì đừng quên sẽ đến thôi. Mọi thứ đổi mới cây lá cũng râm trời. Mọi người được vui vẻ là con có thêm tiền lẻ. Người già được mạnh khỏe là con nít nó không có ghẻ. Ba má được tươi trẻ là con lại có thêm tiền lẻ. Đầu năm chúng Tết được mê ba má dẫn đầu cho một buổi. Ba má dặn con là khi đi học phải học cho giỏi. Có làm gì xấu thì phải tự động sửa đổi. Nếu biết thì nói, không biết thì hỏi. Ăn cơm gì ra người phải ra thì biết lỗi thôi chứ con sống có chồng việc mình làm. Dù sống dù chết thì con vẫn là người Việt Nam. Việt Nam. Ba. Hay quá con ơi. Đó, ba lì xì cho con. Dạ cảm ơn ba. Ủa anh chúc gì mà ba lì xì vậy? Tao nghe thấy thì tao chết liền đó. Vậy sao ba khen như vậy? Tao thấy nó có tiết tấu, không bị trì là ba lì xì. Cảm ơn ba. Vậy con cũng muốn lì xì. Út à, ba là ba thương con nhất đó. Bây giờ chúc cái gì để ba lì xì cho? Con có một món quà muốn tặng cho ba. Mua món quà gì mà ôi rồi nó to thế con. Cái gì trong này vậy con? Dạ không có gì ba. Cái quà đâu? Bây giờ nè, bây giờ đây ba phải đi vô đây đó. Bây giờ ha con ẩm ba vô nè. Đây ẩm ba vô. Đúng rồi. Không vô là có quà hả? Quà đâu con? Dạ đâu có ba. Thế quà đâu? Bây giờ ba phải ngồi xuống. À ba ngồi xuống rồi con ném quà vô hả? Dạ con sẽ đóng nắp lại, xong cái con lấy cái cây con đâm vô cái thùng. Con biết là ba sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, nhưng mà ba là người hướng cho con ảo thực, cho nên là ba cần phải giúp đỡ con tiết mục này để sau này con có thể diễn ra thế giới với ba. Đúng ba. Mà vấn đề quan trọng là ba đang ngồi trong này mà. Thì ba ngồi trong này con mới đâm. Bây giờ ba ngồi xuống đi. Đúng. Ê, ngồi ba, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Đi chết phải từ từ chứ. Bây giờ món quà tặng cho ba xin phép bắt đầu. Sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi áo im khi tôi buồn vui, đôi chân thon thả cuốn yêu mang em bước đi. Yeah, mặc quần áo đẹp nàng ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào
thiệt quá. Cái tiết mục này là mày diễn hoài luôn đúng không? Dạ lần đầu á anh. Vậy mày giỡn không? Mày chưa thử lần nào mà dám đem ba ra mày thử là sao? Không, em tập kỹ rồi. Mà mày tập với ba chưa? À, em chưa tập với ba. Trời ơi, thì mày hại ba rồi. Mày hại ba rồi. Ba ơi. Ba ơi. Ba. Mấy anh ơi. Ba. Đâm hay lắm. Dạ con cảm ơn ba. Nhưng ba né hay hơn. Jacket cái áo thì đa ba mua ở Canada rồi. Bây giờ ba đứa đứng đó, ba đi vào thay áo. Nó tặng quà gì áp lực thế? Ba tuốt cả khu dưới luôn rồi. Trời ơi, cái thằng út này. Mày, mày lại đây. Mày tập đành chưa có đàng hoàng mà mày dám mày đem ba ra mày thử là sao? Lỡ có chuyện gì là sao nè? Thôi anh hai ơi, ông anh hai mà ông không biết càng nó, ông còn suối nó đâm ba nữa. Mày là cái thằng mà đâm mà tao nói thiệt nghe, mày là mày suối nó nhiệt tình nhất nè. Đó, hai anh cãi cái gì em đi. Nhưng ít gì em có tiết mục để diễn cho ba trong cái xóm này còn hai anh hả? Năm nào anh cả hai anh cũng không về, chỉ có một mình em về thôi. Bởi vì em mới về đủ. Thôi. Ba thằng bay làm cái gì thế hả? Mấy năm rồi ba thằng bay mới về ăn Tết. Mà tụi bay đứng ở đó cãi nhau à? Tụi bà con hàng xóm nó nhìn vào còn gì là mặt mũi của ba nữa. Ba đứa bước lên. Hôm nay ba sẽ dạy cho ba đứa một bài học. Ba đã dạy các con bao nhiêu lần rồi. Bây giờ ba đứa cầm ba chiếc đũa này đi. Cầm đũa làm gì vậy ba? Bẻ đi. Ba, ba muốn dạy tụi con điều gì của ba chiếc đũa này ba? Đó, các con thấy đó. Nếu chỉ có một chiếc đũa riêng lẻ, các con bẻ thế rất dễ. Nhưng các con cầm ba bó đũa này đi. Bây giờ các con bẻ đi. Ba à, ba muốn dạy tụi con điều gì qua ba bó đũa này hả ba? Đó, các con. Là dạy điều gì ba? Tối ủa cái gì ba? Ý là ba là Tết nhất là đi ra chợ mua đũa tốt nha, mua ba cái đũa dởm nó bẻ cả bó luôn, gãy luôn. Ủa nhưng mà ba ơi, là cái bẻ đũa này có liên quan tới bài học đoàn kết của anh em tụi con không ba? Dạ đúng rồi ba. Mày đừng có nhắc nữa. Ý đoàn kết ở đây là ba nói là ý ba nói là bây giờ mình bẻ đũa rồi, mình vô mình dọn cơm đi ăn bằng máng, hiểu không? Ừ, đi vô trong dọn cơm đi mấy đứa. Đi. Anh sao đi quá. Xuân đã đến bên em. Giáng sinh tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhẹ em yêu. Mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nghe em. Tôi, năm tổ trưởng, xin gửi lời chào toàn thể quý vị, sức khỏe lời chào, trân trọng nhất. Tiếp chúc lời chào đầu tiên, tôi thư ký tổ trưởng chúc lời chào thứ hai y như lời chào thứ nhất. Ê con đi, lời chào y chang là chúc tao chúc chi. Quang Chi Đức một. Ủa anh Năm. Anh Tư. Trời ơi, bữa nay làm gì mà anh qua nhà em mà không khí nó vui thế? Anh thấy không, mấy năm trước nghe đi là lân đi, năm nay đổi mới mình chơi vũ đoàn không anh? Vũ đoàn mà sao nhìn mặt mà nó vô hồn thế? Trời ơi, nó trẻ vậy á mới hợp với cái tên của nhóm. Tên gì? Vũ đoàn Lạc Hồn. Anh thông cảm, mấy đứa này mới trong tại cai nghiện đi ra. Cái gì vậy anh Năm? Mùng một Tết mình dẫn cai nghiện một nhà em. Anh lại kỳ thị nữa rồi nè. Phải cho mấy đứa nhỏ nó hòa nhập cộng đồng chứ anh. Sẵn đây nè, sẵn đây là Tết đến xuân sang ha. Chúc nhà cửa khang trang ha. An toàn nhà hàng, nhớ đến truyền thông khang mà xem cười xuyên diệt. Hôm nay tôi qua đây á là để tặng quà cho anh. Mấy đứa vô. Trời ơi, năm nay có quà anh Năm. Có chứ anh. Trời ơi, năm nay có. Lại nữa rồi anh Năm. Đâu có, mới luôn á.
cái này thứ hai rồi. Đâu có, anh là người đầu tiên luôn á. Không có, bây giờ anh nói em chui vô đây rồi anh lấy cây anh đâm đúng không? Ai nói vậy? Cái này tôi nói anh nghe. Mỗi năm phát quà kia, người được cái này, người được cái kia, phân bì dữ lắm. Năm nay trọn gói bỏ vô thùng, thọt tay vô lấy được cái nào hay cái đó. Lấy một hai ba lấy dạ, nha. Dạ, dạ. Một, hai, ba, lấy lên. Chúc mừng anh được bó đũa. Đúng là quà lưu niệm. Nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá anh Năm à. Anh thích là tôi vui rồi. Em thích lắm. Anh biết không, năm nay kinh phí hạn hẹp nên chủ yếu tập trung vào những cái gia đình neo đơn thôi. Không có. Vậy anh Năm bậy. Bậy gì? Gia đình em làm gì có neo đơn, nhà em là đông vui lắm. Nói gì mới nói nhỏ vậy hả? Dạ. Trời ơi, tức tắc quá, làm gì này tắc tắc quá. Thư ký. Chú, nghe nói mấy anh về chú. Ừ. Mấy anh là một cây văn nghệ con biết nha. Bây giờ chú kêu mấy anh ra đây đăng ký tiết mục văn nghệ diễn cho sớm mình. Chú kêu là không có kêu thường nha. Chú kêu nó ra là phải bằng một tiết mục ảo thuật. Ảo thuật nữa hả chú? Mấy đứa, đâu rồi? Khu bác đi. Là ông ảo thuật hay lắm đó. Hay hả chú? Ừ, đó. Ủa mấy đứa ra ngoài ra đây chơi con trốn hoài con. Ủa anh, mấy đứa nhỏ đâu? Đây nè, ba đứa con tôi đó. Năm nay là tôi có tiết mục phục vụ bà con nha. Ba đứa này nó giỏi lắm. Đó, thằng này này, nó biết ảo thuật, nó biết đâm á. Còn đây, cái thằng mặt sẹ này, nó có duyên lắm. Còn cái thằng xù này nè, nó biết nhảy ấy. Nó biết nhảy đó. Năm nay là gia đình tôi là sẽ làm một tiết mục mà bà con hàng xóm sẽ phải vỗ tay. Vậy là sao hả chú? Nè, chú nói mày nghe. Ổng ngày xưa á là một nghệ sĩ ảo thuật siết nổi tiếng. Ổng thương mấy con chó như là con của ảnh vậy đó. Đó. Rồi ba đứa con của ảnh bây giờ nó theo nghệ thuật. Mấy năm rồi Tết không có về. Ổng nhớ con vậy đó. Thôi anh Tư, tôi qua còn đi phát quà vòng vòng xóm nữa. Thôi tranh thủ xong á rảnh rỗi tôi qua nói chuyện với anh nha. Nhớ tội nghiệp, thương nhớ con riết lẫn luôn. Đi mấy đứa. Chú nói ba lẫn nhưng mà ba không có lẫn ông với mấy con. Ba biết á, mấy anh của tụi con á là làm trong đoàn văn công mà. Là Tết là phải đi theo đoàn văn công, phục vụ lời ca tiếng hát, mang niềm vui thế cho bà con đúng không? Còn ba ấy thì ba chỉ buồn một chút thôi. Ba vui. Ba vui lắm. Bởi vì chỉ cần có ba đứa con thôi là ba vui lắm rồi mấy đứa à. Tết năm nay đó, gia đình mình vẫn phải có một tiết mục để phục vụ cho bà con xóm mình nha. Nào, bây giờ cùng tập với ba nha. Xuân ơi, xuân xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui như ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Tiếng chúng ta thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Những năm mai vang chào mừng xuân xa. Nhóm chị Tài lúc đầu làm cho anh Vũ băn khoăn hoài à, không biết là sẽ truyền tải thông tin gì đây. Và vở kịch cuối cùng tôi cũng mang được một cái tính nhân văn ở trong đó. Nhưng mà cái mà anh hơi băn khoăn á, lúc mà đem người cha ra để mà thử á, trong cái thùng á, đâm thế này đâm thế kia đó, cho sinh động cái vở kịch. Nhưng mà anh Vũ thấy nó hơi, nói chung là anh Vũ hơi ác phải không? Nó hơi ác. Đây là một cái gia đình nghệ thuật,
gia đình là nghệ thuật và ông này là nghệ sĩ siếc và đã lớn tuổi rồi, không có đi diễn được nhiều và ở nhà nghệ sĩ mình là như vậy đó anh. Nhưng mà may mắn trong cái gia đình này là cha truyền con nối được làm nhiều nghề và sự hy sinh của nghệ sĩ là vậy, những lúc người ta sum họp thì mình phải đi phục vụ, cho nên đó là một cái sự hy sinh nối tiếp. Ông già này là người đã già rồi, không có đi diễn được nữa. Khi mà cái nỗi buồn của một người mà không được làm nghề đó thì anh cũng biết mình cũng là dân trong nghề. Đúng rồi. Đây là một cái vở mà đang nói về nghề nghiệp của anh em của chúng mình và những bậc tiền bối trước đây. Cho nên cái đâm đó là chấp nhận được vì đây là một gia đình nghệ thuật, nghề nghiệp chứ không phải là một gia đình bên ngoài. Đúng rồi, đó là sự đam mê, sự hy sinh. Đây là một tiết mục cũng khá nặng ký, đem lại tiếng cười và có những cái xúc động cho cái vở diễn. Anh Vũ xin chúc mừng đội của các bạn. Cảm ơn nghệ sĩ anh Vũ. Thực ra cái tiết mục này rất màu sắc về chiêu trò. Nói chung là những cái trò này nó cũng khó lắm á, phải tập rồi cũng cực lắm. Dạ em biết anh Bảo, em dạ. có chấm cái kỳ tài dạ. lộ diện em cũng rành dạ. này lắm. Đúng rồi, dạ. Dạ. Cái này là nó đã gây được cái hiệu ứng màu sắc rất lạ so với hai đội vừa rồi. Cũng rất là xúc động là ngày xuân ngày Tết con gái ông về thì cha làm sống với những cái con thú mà người ta cứ nghĩ đó là con mình. Những người già họ rất là cô đơn và họ làm bạn với những con thú. Thì đây cũng là một tiết mục rất là hay, chúc mừng mọi người. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Gia Bảo rất nhiều. Cái tiết mục ngày hôm nay không có Lê Dương Bảo Lâm nhưng các bạn vẫn phong độ, mỗi vai diễn đều rất là rõ nét và đem lại tiếng cười cho khán giả cũng như là cũng đem đến cho khán giả được cảm xúc. Và cũng hy vọng là nếu như những người con xa quê, những người con đi làm xa, nếu mà có cơ hội và có thể được thì hãy về nhà ăn Tết sum họp với gia đình trong dịp Tết năm nay nha. Hôm nay Thư được coi hai câu chuyện về cha. Thì câu chuyện này cũng là một người cha hy sinh, nhưng mà nó cộng thêm đó là cái sự đơn độc nữa. Cái câu chuyện của các bạn truyền tải á, Thư quay qua nói chị Linh chết rồi, chị Linh ơi em khóc nữa. Khi mà các bạn mở cái thùng đó ra và ba người đóng vai ba con chó chui ra thì Thư cảm thấy là, và đặc biệt hơn nữa là các bạn còn nói về những người nghệ sĩ khi họ về già, họ vẫn đam mê với nghề, họ vẫn dõi theo từng bước con mình làm nghệ thuật, miễn sao con mình vui là được. Câu chuyện của bạn cũng hết sức là nhân văn, Thư lai động. Xin cảm ơn chị Nam Thư rất nhiều. Chị Kiều Linh, đây là một tiểu phẩm rất là dễ thương và nhiều màu sắc. Từ đầu các bạn làm cho Linh cười mà mất tư cách luôn á. Và cái đoạn sau các bạn lại đem đến một cái cảm giác mà nó rất là lắng, mà nó chạm vô trái tim. Trong cái tiểu phẩm của các bạn á, có những cái rất là đắt, Linh rất là thích luôn. Trên sân khấu diễn hài mà để cho khán giả không đoán được, đó là một sự thành công. Nói tóm lại, nếu như cái vở diễn này là một vở diễn bán vé, Linh sẵn sàng bỏ tiền mua vé để coi các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Nghệ sĩ Kiều Linh. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ anh Tú và Khải Như xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.